tự đọc trong giáo trình cũng như là tự tìm hiểu thêm ở những cái sách khác có trên thư viện nha. Thì trước khi đi vào những cái phần về bệnh lý thì mình sẽ nhắc sơ lại, và mình chắc là mình vẫn còn nhớ về cái sự hình thành nước tiểu là nó như thế nào rồi. Nó bắt nguồn từ hai cái quả thận ở trong cơ thể của mình và được dẫn lưu ra ngoài qua cái hệ thống đường tiết niệu ha, bao gồm có niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Và chính vì cái cho nên mình sẽ thấy là bởi vì cái nước tiểu thì nó được hình thành từ cái quá trình đó là lọc lọc máu hay lọc huyết tương, cho nên mình sẽ thấy là những cái dấu hiệu bất thường trong nước tiểu sẽ là những cái dấu hiệu rất là sớm để mà mình có thể nhận biết và hướng đến những cái bệnh lý liên quan. Và trong cái mục tiêu của cái bài này thì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu chính, đó là mục tiêu số 2, số 3 và số 4. Trong đó chúng ta hiểu được cái nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của các bệnh lý ở cầu thận. Vậy thì những cái bệnh lý nào nó xảy ra ở cầu thận và cơ chế của nó ra sao? Ở mục tiêu số 3 thì là mình sẽ tìm hiểu về bệnh lý ống thận và mô kẽ thận. Và mục tiêu thứ tư đó là mình sẽ tìm hiểu về cái tình trạng suy giảm chức năng thận. Trên lâm sàng mình sẽ biết đó là suy thận cấp tính và suy thận mãn tính, thì cái nguyên nhân và cái cơ chế bệnh sinh của nó là gì. Còn mục tiêu số 1 đó là những cái bất thường ở trong nước tiểu cũng như là những cái thay đổi trong máu và có biểu hiện toàn thân, nó có thể liên quan đến những cái bệnh lý ở thận và ở đường tiết niệu. Thì cái phần này các bạn sẽ tự đọc ở trong giáo trình nha, và tự tìm hiểu, tại vì nó cũng không có khó ha. Tuy nhiên thì cũng có những cái hình ảnh mình sẽ nhìn lại về những cái bất thường có trong nước tiểu mà có thể mình quan sát được bằng mắt luôn. Thì đây là những cái ống đựng nước tiểu, những cái hình này nó ở trên mạng đó, thì các anh chị có thể tìm hiểu xem ha. Thì cái hình này nó hay cho nên là tôi mới đưa cho mọi người để có những cái trực quan. Thì cái ống nước tiểu ở phía cuối của hình thứ nhất, đây là cái ống nước tiểu bình thường, mình thấy có cái màu vàng trong ha, và nó nhạt đúng không, nó nhạt, màu vàng nhạt thôi mà nó trong. Còn cái ống thứ hai này từ bên phải tính qua thì mình thấy cái màu nước tiểu bây giờ nó đậm hơn và dường như là nó mờ hơn ha, nó mờ hơn so với lại cái ống thứ nhất, và nó có một ít bọt ở phía trên. Rồi từ cái ống thứ ba cho tới ống thứ năm thì chúng ta thấy là nước tiểu nó có cái màu đỏ cho đến là cái màu như là màu xá xị ha, hay là mình có nghe nói tới đó, nước tiểu giống như là màu xá xị ha. Thì do cái sự oxy hóa của cái hemoglobin trong có mặt ở trong nước tiểu. Rồi ở cái hình này cho mình thấy rõ hơn là nước tiểu nó trở nên bị sánh hơn. Như vậy mà nó có rất là nhiều bọt và nó tồn tại lâu. Có thể người bình thường mình cũng sẽ có, tuy nhiên là khi mà để lâu thì nó sẽ mất đi những cái bọt này, chứ nó không có tồn tại mãi. Còn cái nước tiểu của những cái trường hợp bệnh lý này thì nó lại có cái bọt và nó hiện diện rất là lâu. Còn ở cái hình cuối cùng mình thấy cái lọ này đựng cái dịch nước tiểu, nhưng mà nó có màu trắng trắng giống như sữa ha. Thì trong trường hợp này hiếm gặp thôi, nhưng mà cũng có thể xảy ra, đó là có cái sự rò rỉ của cái dịch ở đường tiêu hóa và trong cái đường tiết niệu, cho nên là có thể là dẫn đến là cái sự đái ra dưỡng chất ha. Trong trường hợp này là có cái rò rỉ bất thường, thì cái trường hợp này hiếm thôi nhưng mà mình cũng có thể biết. Ngoài ra thì trên thực tế mình còn có thể thấy những cái màu sắc khác của nước tiểu, nhưng mà có thể nó không có liên quan đến bệnh lý, mà có thể nó liên quan tới chẳng hạn như là do thuốc ha, do thuốc hay là do thực phẩm. Ở cái hình tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn sơ lại về những cái này đã xem ở sinh hóa rồi quá đúng không, đã xem ở sinh hóa rồi, đã quan sát cái nước tiểu
về những cái trụ hình bất thường ở trong nước tiểu. Thì ở cái hình nhỏ đầu tiên đó chính là trụ hồng cầu ha. Rồi hình tiếp theo đó là trụ bạch cầu. Rồi đây là cái trụ sáp, có nghĩa là những cái tế bào ở trong các cái trụ này nó sẽ bị thoái hóa chết đi và nó để lại cái hình dạng hình trụ nhưng mà không có thấy tế bào nữa. Và nó đậm màu khi mà mình quan sát ở dưới kính hiển vi. Còn đây là trụ trong là chỉ có protein thôi, không có tế bào, chỉ có protein nó kết bám lại. Và đây là trụ hạt thì cũng tương tự giống như là ở các cái trụ tế bào. Ngoài ra còn có các tinh thể, rất là nhiều loại tinh thể khác nhau đúng không? Các anh chị chắc là đã quan sát ở sinh hóa khi mà thực tập ở sinh hóa. Còn ở cái hình bên phải của cái màn hình thì chúng ta thấy cái hình này nó có những cái thể gọi là thể mỡ, thể lưỡng chiết quang hay là trụ mỡ ở trong nước tiểu. Thì khi mà quan sát dưới kính hiển vi thì mình thấy nó có cái sự tương phản ánh sáng ha, nó lấp lánh ánh sáng. Đó chính là sự xuất hiện của lipid ở trong nước tiểu. Rồi ở cái hình bên trái tương tự thì bốn cái hình này cho mình thấy những cái hồng cầu nó xuất hiện trong nước tiểu và nó bị biến dạng. Còn đây là cái trụ hồng cầu ở trong nước tiểu. Nó có màu sắc vậy cho mình dễ đập mắt hơn ha, dễ nhớ hơn. Ở đây là cái trụ hồng cầu nữa nè. Ở đây là những cái tế bào hồng cầu nó riêng lẻ ở trong nước tiểu. Đặc biệt là trên những cái bệnh nhân mà viêm vi cầu thận cấp ha, thì sẽ có những cái dấu hiệu này. Còn thể lưỡng chiết quang cũng như là trụ mỡ thì sẽ gặp ở bệnh nhân hội chứng thận hư. Như vậy thì một cái nước tiểu được xem như thế nào là bình thường? Thì thường là mình sẽ hay ít nhớ những cái bình thường mà mình nhớ. Mình có thể là mình phát Và sẽ biết làm một hơn đối nhất với định. cái về số lượng của nước tiểu thì nó sẽ dao động khá là rộng từ 600 cho tới 2.500 ml trong một ngày. Và cái số lượng này thì nó sẽ thay đổi tùy theo tuổi, tùy theo giới tính và tùy theo cái trạng thái của cơ thể ha, cũng như là tùy trạng thái của cơ thể nó phụ thuộc vào môi trường ha. Thì mình sẽ thấy có những cái ngày mình đi tiểu rất là ít thì mình uống rất ít nước nhưng mà cơ thể mình vẫn bình thường. Và ngược lại thì trong những cái trường hợp như vậy thì mình sẽ thấy là mặc dù số lượng nước tiểu của mình ít quá hoặc là quá nhiều chẳng hạn được được xem là bình thường bởi vì nó xuất hiện rất là ngắn. Tuy nhiên ở những cái bệnh lý thì nó lại có tình trạng là kéo dài cái hiện tượng là quá ít nước tiểu hoặc là quá nhiều nước tiểu thì đó là bất thường. Và trong giáo trình có mô tả đó như là tình trạng thiểu niệu nè, tình trạng vô niệu, tình trạng đa niệu. Về màu thì mình đã thấy rồi. Và về cái tỷ trọng của nước tiểu thì cái dấu hiệu này nó cũng quan trọng đó. Mà bằng cái phân tích nước tiểu thì mình mới biết được. Thì ở người bình thường chúng ta thì cái tỷ trọng nó dao động trong một cái khoảng rất là rộng và thay đổi tùy theo thời điểm chứ không có cố định một cái con số nào ha. Và ở những cái người mà có cái biểu hiện của bệnh lý thận thì thường là cái giá trị của tỷ trọng nó lại quanh 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 một cái ngưỡng nhất định, chẳng hạn như là ở phía cao quá hoặc là phía thấp quá. Như vậy thì nó sẽ là những cái gọi là dấu hiệu sớm để mình biết có cái sự thay đổi về cái chức năng nào đó ở thận. Và cái tỷ trọng thì nó phản ánh cho mình biết đến cái chức năng của ống thận là chính, liên quan đến việc là cô đặc hóa và pha loãng nước tiểu, đặc biệt là ở cái phần quai hình lê ha, quai hình lê, ống lượng xa và ống góp đó thì nó liên quan đến cái giá trị tỷ trọng. Về cái mùi của nước tiểu thì mình biết rất là đặc trưng rồi đúng không, là mùi rất là đặc trưng và cũng có bệnh lý nó cũng làm mất đi cái mùi này của nước tiểu ha. Thì nó sẽ có trong cái bệnh lý đái tháo đường thì sẽ có cái khi trong trường hợp mà có tăng cao cái thể serotonin thì nó sẽ dẫn đến là cái ceton này nó xuất hiện trong nước tiểu. Cái mùi của ceton thì nó nhẹ hơn, nó không có mùi khai ha, nó làm mất đi cái mùi khai và lúc đó cái nước tiểu nó như là cái mùi của trái cây ha. Và như vậy thì mình sẽ thấy là đó là bất thường chứ không phải là bình thường. Và cái dấu hiệu tiếp theo của nước tiểu đó là pH. pH của nước tiểu thì mình thấy là nó hơi axit, nó giống như là ở da, pH khoảng
5.5. Và có những cái trường hợp là sẽ làm thay đổi cái pH này của nước tiểu, có thể là thấp hơn hoặc là tăng hơn, có nghĩa là axit quá hoặc là kiềm hóa quá, thì nó sẽ dẫn đến là cái pH thay đổi, thì có thể nó tương quan với lại cái sự thay đổi pH của máu, nhưng đồng thời nó cũng là cái yếu tố mà nó dẫn đến là cái sự kết vón ở trong lòng của ống thận, kết vón của những cái chất trong lòng ống thận nó xảy ra cao hơn khi mà có sự thay đổi về pH này. Bởi vì đặc biệt là protein nó, khi mà nó xuất hiện, nó có trong nước tiểu, mà đặc biệt là khi nó đi đến ống thận, thì nó, khi mà pH thay đổi thì nó sẽ làm biến tính, có thể làm thay đổi về cái cấu trúc của protein có mặt ở đó. Và như vậy thì nó sẽ dẫn đến là kết tụm lại tủa protein chẳng hạn. Và khi đó thì nó sẽ là cơ sở để mà mình thấy là có những cái dạng trụ hình ở trong nước tiểu lúc nãy đó, là bởi vì có sự kết vón cùng với là protein, tế bào kết vón cùng với protein chẳng hạn. Về thành phần các cái chất ở trong nước tiểu 24 giờ thì sẽ có những cái chất chủ yếu là từ cái quá trình đào thải, cái quá trình đào thải những cái sản phẩm chuyển hóa ở trong cơ thể. Đặc biệt đó là mình biết ha, đó là ure, creatinine. Ngoài ra còn có acid uric. Và cái acid uric này là nó có bắt nguồn từ cái sự chuyển hóa của những cái chất mà là vật liệu di truyền đó, chẳng hạn như là mình nhớ tới các nucleotide đó, thì nó chính là có mặt trong những cái vật liệu di truyền ADN với lại RNA, và nó có ở trong thức ăn. Như vậy thì cái sự mà chuyển hóa của những cái chất này sẽ chuyển đổi thành acid uric, và nó cũng được đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Và bình thường thì một cái nước tiểu được xem là bình thường, được quy ước bình thường là không có protein, không có acid amin, không có acid béo hay là lipid, và đặc biệt là không có các tế bào máu ở trong nước tiểu, thì được xem là bình thường. Như vậy thì nếu mà ngược lại, phân tích nước tiểu cho mình thấy là có những cái sự xuất hiện của các thành phần này, có nghĩa là đây là bất thường ha, và gợi ý cho mình biết là có những cái thay đổi bệnh lý nào đó liên quan. Rồi cũng có những cái mình ôm lại chút xíu thôi, tiếp tục. Nãy giờ chưa có đi vô trọng tâm ha, nãy giờ mình mới ôm lại thôi. Về cái sự lọc diễn ra ở cái đơn vị cấu tạo thận, đó chính là nephron. Và trong cái đơn vị nephron đó thì sẽ có cầu thận. Có một bạn chưa có tắt micro đó, bạn đó có thể tắt micro không? Và đây là cái cầu thận người ta vẽ giản lược, và trong đó có cái ma mạch ở bướu ma mạch cầu thận. Và cái sự lọc, cái quá trình lọc diễn ra thì nó sẽ chịu cái tác động của những cái áp lực của các cái dịch ở trong đây. Đầu tiên đó là cái số 1, đó là cái dịch áp lực thủy tĩnh của dòng máu tưới vào trong cái cầu thận. Thì cái áp lực thủy tĩnh này nó bị ảnh hưởng tới cái lưu lượng tưới máu vào đến thận. Ví dụ trong những trường hợp mà nó giảm lưu lượng tưới máu đến thận, như vậy thì mình sẽ thấy là áp lực thủy tĩnh số 1 này, nó sẽ giảm xuống. Nó giảm xuống cho nên nó làm cho áp lực lọc sẽ giảm xuống, có nghĩa là sự hình thành nước tiểu sẽ ít đi. Rồi cái áp lực thứ hai có sự chi phối, đó là áp lực keo của máu. Áp lực keo của máu thì bình thường cái giá trị áp lực keo của máu nó cũng ít có thay đổi. Tuy nhiên cũng có những cái bệnh lý sẽ làm thay đổi cái áp lực keo này khi mà có cái protein của máu bị giảm, chẳng hạn như là trong những bệnh lý gan nặng hoặc là trong bệnh lý hội chứng thận hư chẳng hạn, thì cái đó nó cũng có thể làm giảm cái áp lực keo này. Và áp lực keo này sẽ cộng với lại áp lực thủy tĩnh của cái khoang năng bơ men, có nghĩa là có dịch ở trong cái khoang năng bơ men. Thì nếu như mà bình thường thì cái áp lực thủy tĩnh khoang năng bơ men này nó cũng sẽ không có thay đổi lắm, nhưng trừ phi nó có thể tăng trong trường hợp là tắc nghẽn cái đường ra của nước tiểu, có nghĩa là có cái gì đó làm cho cái sự lưu thông nước tiểu từ cái khoang năng bơ men này chảy ra ngoài theo ống thận, chảy ra ngoài nó bị tắc lại. Thì khi đó thì nó sẽ làm tăng cái áp lực thủy tĩnh của khoang năng bơ men lên. Và khi mà hai cái thành phần này thay đổi, thì tổng của hai thành phần này nếu mà nó tăng lên cao,
thì nó có thể cản trở lại cái áp lực thủy tĩnh của máu tưới đến cho thận, tưới đến cho cầu thận, và như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự lọc xảy ra. Và bình thường mình thì áp lực lọc ở tại cầu thận để hình thành nước tiểu ở người bình thường chúng ta đó là khoảng 10 mm tiểu ngân. Có nghĩa là lúc nào cũng có nước tiểu được bài tiết hết ha, bởi vì cái áp lực nó rất là thấp rồi, 10 mm tiểu ngân. Và tương ứng với lại áp lực thủy tĩnh tưới máu đến thận lúc này, tưới máu đến cho cầu thận lúc này đó là 60 mm tiểu ngân. Như vậy thì khi mà áp lực nhỏ hơn 60 mm tiểu ngân thì mình sẽ thấy là nước tiểu sẽ không có được hình thành ha. Đặc chẳng hạn như là trong những trường hợp mà bị trụy mạch hay là bị sốc ha, mình sẽ thấy là huyết áp giảm ở giai đoạn sau của sốc á, giai đoạn sốc nhược á, thì mình sẽ thấy là có giảm rất là thấp, và khi đó mình sẽ thấy là dấu hiệu nước tiểu nó sẽ không có được hình thành. Rồi chúng ta sang đến cái phần nội dung của bài, sẽ có là những cái bất thường ở trong nước tiểu cũng như là bất thường trong máu và toàn thân. Thì cái phần này xin phép được lướt qua ha, có thể là được nhắc lại trong những cái bài khác, thì các anh chị hãy sâu chuỗi nó ha, hãy tự đọc và sâu chuỗi nó lại với nhau. Chúng ta sẽ sang đến cái nội dung mục tiêu thứ hai. Thì những cái bất thường mà ở trong nước tiểu, trong máu và những cái biểu hiện toàn thân, nó không chỉ là có ở bệnh lý ở thận, nó không chỉ là có những bệnh lý ở đường tiết niệu, mà nó còn có thể là ở ngoài thận. Ở ngoài thận thì mình sẽ không đề cập trong cái bài giảng này, thì nó là cái phần để cho các anh chị sẽ mở rộng ra thêm. Còn trong bài giảng này thì chủ yếu là những cái bệnh lý ở tại thận, chẳng hạn như là cầu thận có vấn đề ha, viêm cầu thận, hội chứng thận hư, rồi các bệnh lý ở ống thận, trong đó có viêm mô kẽ thận, hoại tử ống thận cấp và bệnh lý suy thận cấp và mạn. Nắm được nội dung rồi đúng không? Mình nắm được mục tiêu rồi đúng không? Nhưng mà không phải mình đừng học đối phó theo mục tiêu ha, mà mình nên đọc thêm. Thì vì trên lâm sàng nó rất là đa dạng. Về nhóm bệnh cầu thận như vậy thì chúng ta cũng sẽ xem coi là nó như thế nào, nguyên nhân và cơ chế của nó ra sao. Đây là cái cấu trúc của cầu thận, nó được cắt dọc và bên trong mình thấy rõ hơn ha. Đây có màu, hồi nãy thì trắng đen đúng không, ở đây thì có những cái màu mạch máu nữa. Nên người ta vẽ giản lược là chỉ có 4 cái thôi, nhưng thực sự là nó rất là nhiều, nó rất là chi chít. Và cái lớp màu hồng nhạt đó chính là tế bào nội mô mạch máu. Còn cái lớp màu xanh lơ này đó chính là lớp tế bào biểu mô có chân. Tế bào biểu mô mà nó có nhiều cái chân giả, cho nên người ta đặt cái tên đó là podocyte, tế bào biểu mô có chân. Và cái đường đậm mà màu tím đậm đó chính là cái đường màng đáy cơ bản. Màng đáy cơ bản là nó có ở tất cả các mô, các cơ quan ha, nó có ở tất cả mọi nơi. Và ở tại thận thì mình gọi cái tên nó riêng đó là màng đáy cơ bản của cầu thận. Và cái màu tím tím này đó chính là gì ha? Cái màu tím tím này đó chính là cái phần giang mạch, cái phần trung mô. Và nó có những cái tế bào giang mạch. Những cái tế bào này nó đóng vai trò giống như là những cái giá để mà nâng đỡ các cái mạch máu. Vai trò nó giữ khoảng cách nhất định và nó nâng đỡ mạch máu. Lát nữa mình sẽ nói thêm nữa ha. Còn đây là tiểu động mạch đến, tiểu động mạch đi. Và cái sự tiếp giáp đặc biệt với lại ống lượng xa, thì các cái tế bào ở đây nó đã được biệt hóa, đảm nhận một cái vai trò chức năng khác ha. Về phía lòng của ống lượng xa thì mình sẽ thấy những cái tế bào này nó cảm nhận rất là nhạy cảm với lại nồng độ natri và clo của cái lưu lượng nước tiểu dẫn đến ống lượng xa. Còn về phía cái trong cái phần giang mạch đó, thì mình sẽ thấy là có những cái tế bào nó sẽ được biệt hóa để cảm nhận về cái áp lực lưu lượng máu chảy đến trong cái mao mạch của cầu thận. Khi mà đặc biệt những trường hợp mà giảm áp lực máu thì tại đây nó sẽ có liên quan đến việc là sản xuất tiết ra cái chất đó là renin. Và cái chất này nó sẽ kích hoạt cái hệ gì ha, mình còn nhớ không ạ?
phải RAA đó hả? Đó chính là angiotensin và aldosterone. Đây chính là tổ chức cạnh cầu thận hay là phức hợp cạnh cầu thận. Còn đây là ống thận, ống lượng gần. Thì sau khi mà nước tiểu được lọc từ trong cái lòng mạch máu cho đến khoang năng bơ men, có nghĩa là nước tiểu được tạo ra thì nó sẽ được dẫn lưu và đi theo ống thận. Và người ta dùng kính hiển vi để mà người ta phóng đại to hơn để xác định về cái cấu trúc thực sự của cái màng lọc của cầu thận này như thế nào. Thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái tế bào nội mô ha, theo như hình này, tế bào nội mô. Sang đến hình này thì đây là cái bào tương của tế bào nội mô mạch máu. Thì mình thấy nó không có liên tục, nó có những cái lỗ có kích thước khác nhau ha. Và người ta gọi đây là những cái lỗ lọc. Và những cái lỗ này có kích thước là khoảng 110 angstrom. 110 angstrom. Và đến cái lớp thứ hai, đó là lớp màng đáy cơ bản. Và cấu trúc của cái lớp màng đáy cơ bản chính là các protein thuộc mô liên kết, các cái sợi nó đan xen với nhau và nó giống như là tạo thành một cái tấm lưới ha. Và các chất nó có thể di chuyển qua được. Thì cái giữa các cái sự đan xen đó thì mình hình dung là nó vẫn có những cái lỗ nhỏ để mà các chất nó có thể di chuyển qua. Và ở cái về phía tế bào biểu mô có chân, về phía tế bào biểu mô có chân là đây, thì chúng ta thấy là những cái chân giả của tế bào biểu mô có chân đó, nó nằm cách nhau đúng không, nó cách nhau một cái khoảng kích thước khá là đồng đều. Và người ta xác định được cái kích thước này là khoảng 70 angstrom. Như vậy thì chúng ta sẽ hình dung là từ lòng mạch máu cho đến các cái khoảng kẽ giữa các cái chân của tế bào biểu mô có chân là nó sẽ nhỏ dần. Nó giống như cái phễu, nó sẽ nhỏ dần ha. Và khi mà nó nhỏ dần như vậy thì những cái chất nào mà có kích thước nhỏ hơn cái khe lọc của tế bào biểu mô có chân thì mới có mặt trong nước tiểu. Ngược lại, nếu mà lớn hơn thì chắc chắn là sẽ không có trong nước tiểu. Thì thường là những cái tế bào máu sẽ không bao giờ có trong nước tiểu là bởi vì kích thước nó rất là to, to hơn các cái lỗ lọc và khe lọc. Và thứ hai nữa là protein, các cái protein ở trong huyết tương cũng sẽ không có ở trong nước tiểu nhiều bởi vì kích thước của nó to. Thì nếu mà mình nhớ lại cái bài rối loạn chuyển hóa protein đó, mình còn nhớ cái hình về cái băng điện di không ạ? Thì trong đó mình thấy là có albumin, rồi có alpha 1, alpha 2, beta và gamma globulin. Mình còn nhớ không? Chắc quên. Chắc quên ha. Thì mình nhớ lại thì mình sẽ thấy là chỉ có albumin với lại alpha 1 là nó chạy rất là nhanh bởi vì kích thước nó nhỏ. Còn lại là kích thước to. Và đối với albumin thì cái kích thước của nó dao động trong khoảng 70 angstrom. Cho nên trong một số những trường hợp vẫn có thể có albumin xuất hiện trong nước tiểu. Tuy nhiên nó sẽ được coi là sinh lý bình thường, chẳng hạn như là khi mà sốt cao lên hoặc là khi đứng lâu thì nó có thể có, bởi vì nó có kích thước khá là bằng với lại cái khe lọc cho nên nó có thể qua được. Nhưng mà cái lượng của nó rất là ít, nó không có nhiều. Và một cái đặc tính thứ hai của cái màng lọc cần phải rất là nói rất là kỹ, tại vì mình nhớ được nhiêu thì nhớ, chứ không biết sau này có còn nhớ hay là không. Nhưng mà cái mình đang cần là mình phải hiểu và mình phải nhớ. Đó chính là cái tính tích điện của cái màng lọc này. Nó có cái tính tích điện âm rất là mạnh. Nó có cái tính tích điện âm rất là mạnh bởi vì ngay từ cái lớp tế bào nội mô là đã tích điện âm rồi. Rồi cho đến cái lớp protein nằm trong cái màng đáy cơ bản cũng tích điện âm. Rồi cho đến cái các chân giả của tế bào biểu mô có chân thì nó cũng tích điện âm rất là mạnh. Cho nên là nó sẽ đẩy những cái chất nào mà ở trong lòng mạch máu đó mà tích điện âm đó, nó sẽ đẩy xa ra. Vậy thì sẽ càng không có mặt ở trong nước tiểu. Đó cũng chính là các tế bào máu, cũng chính là các protein ha. Và người ta còn tìm thấy thì theo những cái tài liệu mới gần đây á, thì người ta thấy là giữa các chân giả của tế bào biểu mô có chân nó có những cái protein nó gắn kết lại với nhau. Thì
Thì theo cái hình này thì chúng ta sẽ thấy là có cái protein là nephrin, rồi ngoài ra còn có cadherin, rồi FAT1, nghĩa là một chuỗi, một chùm những cái protein nó đóng vai trò như là những cái mắt xích để mà gắn những cái chân giả này với nhau lại. Cho nên chúng ta sẽ hình dung là nhờ có những cái kết nối đó cho nên mà các cái khe lập giữa tế bào biểu mô có chân này nó có kích thước khá là đồng nhất, đúng không? Khá là bằng nhau. Trong khi là ở cái tế bào nội mô mạch máu thì mình thấy cái bào tương của nó cũng cách xa nhau ha. Nó lũng đoạn như vậy nhưng mà nó không có kích thước bằng nhau. Thì cái bệnh lý ở cầu thận chính là những cái tình trạng tổn thương bệnh xảy ra ở các cái vị trí mà chúng ta vừa xem. Đó chính là ở cái màng lọc ở cầu thận. Nó xảy ra có cái tổn thương ở màng lọc cầu thận. Và cái nguyên nhân của nó thì có nhiều nguyên nhân nhưng mà người ta chia làm hai cái nhóm chính cho chúng ta thâu tóm lại chúng ta dễ nhớ. Thứ nhất là do viêm nhiễm và thứ hai là không do viêm nhiễm. Do viêm nhiễm ở đây không có nghĩa là nó có nhiễm trùng hay gì đó ở tại cái cầu thận này. Không phải như vậy nha. Cái liên quan ở đây là nó xảy ra cái cơ thể của người này có một cái tình trạng nhiễm trùng ở đâu đó trong cơ thể. Nhưng mà cái tác động của nó là làm tổn thương cái màng lọc cầu thận và dẫn đến là cái bệnh cầu thận xuất hiện. Thì trong những trường hợp như là người ta gọi là hậu nhiễm liên cầu chẳng hạn, chắc là mình có nghe ha, hậu nhiễm liên cầu tan huyết beta nhóm A, hay là bệnh lupus tan đỏ cũng có cái biến chứng là bệnh cầu thận xảy ra, hay là bệnh Hennops-Scholen ha. Ngoài ra thì mình sẽ thấy là nó liên quan tới các cái bệnh lý mà thuộc về bệnh lý hệ thống, bệnh lý tự miễn, thì nó nằm được xếp vào trong cái nhóm này. Cái nguyên nhân thứ hai là không do viêm, thì người ta muốn đề cập tới những cái bệnh lý, những cái nguyên nhân mà chẳng hạn như là đái tháo đường, tăng huyết áp, có nghĩa là những cái bệnh lý cũng là thuộc hệ thống nhưng mà nó không có liên quan tới nhiễm trùng nào, nó không có viêm nhiễm gì đó xảy ra, thì nó được xếp vào cái nhóm này. Ngoài ra còn có là do yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền thì quay trở lại cái hình này thì một số những cái tài liệu người ta tìm thấy là ở những cái người mà có cái bệnh cầu thận thì người ta phát hiện là có liên quan đến sự thiếu hụt của những cái protein gắn kết của các cái chân giả biểu mô có chân. Thì khi mà thiếu hụt các cái protein này thì mình hãy hình dung là các cái khoảng cách giữa các chân giả nó xa nhau. Như vậy thay vì nó giới hạn là ở 70 angstrom thì bây giờ nó xa nhau, nó bự hơn, cho nên thì những cái chất nào mà nó đi qua được cái lớp nội mô, nó đi qua được cái lớp màng đáy cơ bản thì nó cũng đi qua được luôn cái lớp chân giả, cái lớp của tế bào biểu mô có chân này. Bởi vì lúc này cái khe lọc nó giãn rộng ra. Và cái phân loại theo diễn tiến thì sẽ có những cái bệnh cầu thận diễn tiến rất là cấp tính, có bệnh thì diễn tiến mạn tính, có bệnh thì bán cấp, có nghĩa là tùy theo cái thể bệnh cầu thận. Và theo cái thể bệnh cầu thận đó thì người ta về mặt mô bệnh học mới biết được. Thực sự thì bằng cái phương pháp sinh thiết thận mới biết được. Còn về lâm sàng thì sẽ không thể nào biết được cái tổn thương thực sự chính xác ở cầu thận lúc này. Thì chúng ta xem cái hình này ha, thì trong cái hình này có người ta tìm thấy là có 8 cái thể tổn thương khác nhau ở cầu thận. Chính vì vậy mà người ta gọi là nhóm bệnh cầu thận. Nó khác so với trước đây là chúng ta chỉ hình dung, thường chúng ta nghĩ bệnh cầu thận là có viêm cầu thận cấp, thứ hai là hội chứng thận hư thôi. Cái chúng ta chỉ mặc định lâm sàng là nó chỉ có hai cái bệnh này thôi, nhưng mà thực sự là nó có nhiều cái thể bệnh về mô học. Nhưng mà cái phương pháp sinh thiết thận thì rất là khó thực hiện, cho nên không phải ở nơi nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên nếu mà có được cái sinh thiết thận thì đó là cái tiêu chuẩn vàng để mà chẩn đoán cái bệnh cầu thận. Thì có 8 thể đã được dịch ra tiếng Việt để cho mình dễ cập nhật sau này. Cũng có thể là mình có luôn coi được tiếng Anh thì càng tốt.
Thì trong đó mình sẽ thấy có hai cái thể đầu tiên, đó là bệnh cầu thận sang thương tối thiểu và bệnh cầu thận màng. Thì hai cái thể này biểu hiện lâm sàng thường là liên quan đến hội chứng thận hư. Có nghĩa là người bệnh sẽ vào viện vì những cái biểu hiện triệu chứng của hội chứng thận hư. Tuy nhiên nếu mình kết luận là người ta bị hội chứng thận hư thôi, chứ mình không có biết được là cái thể bệnh cầu thận sẽ là số 1 hay là số 2, mình không biết. Rồi, tương tự như vậy thì ở từ thể số 6 cho đến thể số 8 là bao gồm bệnh viêm cầu thận tăng sinh tiến triển và bệnh viêm cầu thận tăng sinh lan tỏa cấp tính. Và thứ cuối cùng đó là viêm cầu thận thể lưỡi liềm. Thì đây là những cái thể bệnh mà trên lâm sàng thì lại biểu hiện là theo cái hội chứng viêm vi cầu thận, gọi là rối loạn viêm vi cầu thận ha, giống như trong giáo trình có ghi đó, là rối loạn theo kiểu viêm vi cầu thận hay là rối loạn theo kiểu hội chứng thận hư thì nó tùy thuộc vào cái thể. Thế thì còn thể từ số 3 cho đến thể số 5, thể số 3 cho đến thể số 5 là bao gồm sơ hóa cầu thận từng ổ nè, bệnh cầu thận tăng sinh mô đệm, rồi cũng là viêm cầu thận tăng sinh màng. Thì cái tên nó đặt cũng na ná nhau hết, nhưng mà lúc này về lâm sàng thì lại là có biểu hiện kết hợp, có nghĩa là có thể bệnh nhân này vừa có biểu hiện của viêm cầu thận vừa có biểu hiện của hội chứng thận hư ha. Và lúc này thì làm cho cái việc điều trị nó sẽ khác đi, chứ không thể nào mà nó giống một trong hai phía, một trong hai thái cực rõ ràng. Và những cái thể bệnh này thường thì mình sẽ thấy là nó tiến triển âm thầm. Thể số 3 đến thể số 5 thì thường là nó sẽ biểu hiện cái lâm sàng rất là âm thầm, không có rầm rộ, và đôi khi là bệnh nhân cũng không biết là mình có bệnh bệnh cho đến khi mà nếu mà nó nặng hơn thì người ta thường vào viện vì một cái tình trạng là suy thận mạn hay là viêm vi cầu thận mạn trước đó và chuyển sang suy thận mạn. Còn trong khi mình thấy nếu mà nó biểu hiện rõ ràng là hội chứng thận hư, rõ ràng là cái viêm vi cầu thận, thì chúng ta sẽ thấy là cái lâm sàng nó rất là rầm rộ ha, và người người bệnh sẽ nhập viện ngay, và lúc đó mình sẽ biết được. Như vậy thì nó có nhiều cái thể bệnh khác nhau về mặt mô bệnh học giống như lúc nãy đã cho các anh chị thấy, nhưng mà về lâm sàng thì nó có cái điểm chung gì không để mà mình biết nó là cái bệnh cầu thận, mình biết trước là cái tổn thương tại cầu thận. Thì nó sẽ có ba cái dấu hiệu bất thường ở trong nước tiểu, dấu hiệu bất thường về nước tiểu ha, đặc trưng của nó sẽ có ba cái dấu hiệu này. Nhưng mà không phải nó chỉ có ba cái này không, nó còn có những dấu hiệu khác nữa, nhưng mà nếu nước tiểu nó có ba cái này thì mình nên nghĩ tới bệnh cầu thận. Thứ nhất là có sự giảm lưu lượng nước tiểu, thứ hai là có đạm ở trong nước tiểu, và thứ ba đó là có hồng cầu ở trong nước tiểu. Thì mình sẽ ấn tượng trong đầu của mình là mình nghĩ cái vị trí nó có thể tổn thương là ở cầu thận. Tuy nhiên tất nhiên là mình sẽ phải chẩn đoán phân biệt với những cái trường hợp tương tự khác. Thì trong cái bệnh cầu thận thì sẽ có hai cái rối loạn chính, đó là rối loạn của viêm vi cầu thận và thứ hai là rối loạn hội chứng thận hư. Thì hai cái này nó khác nhau cái gì, nó có cái gì khác nhau để mà phân biệt lẫn nhau đúng không? Thì trong cái viêm vi cầu thận thì sẽ có cái hồng cầu trong nước tiểu có thể là ít cho đến rất là nhiều, và ít thì phải bằng quan sát nước tiểu với kính hiển vi thì mới mới biết được, mới phát hiện được, hoặc là phải làm cái xét nghiệm là cặn IDIS thì mới tìm thấy được có hồng cầu trong nước tiểu nhiều hay là ít. Và nếu mà nhiều hồng cầu rất là nhiều trong nước tiểu thì mình sẽ thấy nó làm thay đổi màu sắc của nước tiểu mà mình có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cho nên lúc này gọi là đái máu đại thể. Còn nếu mà không thấy thay đổi có nghĩa là mà có hồng cầu có nghĩa là đái máu vi thể. Thì đây là cái dấu hiệu đặc trưng của viêm cầu thận. Như vậy nếu mình chẩn đoán một bệnh nhân, đặc biệt là nhi chẳng hạn, nếu mình kết luận người ta có viêm vi cầu thận thì mình phải tìm được cái bằng chứng này. Ngoài ra còn có sự thay đổi về hình dạng của tế bào hồng cầu khi mà nó xuất hiện trong nước tiểu nữa, cũng là cái để mà mình phải tham khảo và mình phải gọi là để mà chẩn đoán phân biệt. Rồi cái dấu hiệu thứ hai nó sẽ có mặt, đó là thiểu niệu và vô niệu, tùy theo cái thể bệnh cấp tính hay là mạn tính.
Và cái dấu hiệu thứ ba là đạm xuất hiện trong nước tiểu, nhưng mà cái lượng nó ít cho đến trung bình thôi. Ngoài ra còn có những dấu hiệu khác như là phù, tăng huyết áp ở trong vi vi cầu thận, hoặc là liên quan đến suy giảm chức năng thận xuất hiện, ure và creatinine nó tăng ha. Và ngược lại, ở hội chứng thận hư thì mình thấy cái đặc điểm, cái đặc trưng chính của nó đó chính là nó có cái trụ mỡ, nó có trụ mỡ hoặc là thể lượng chiết quang ha, nó có mặt, đó chính là cái dấu hiệu đặc trưng của hội chứng thận hư. Vậy thì khi mà mình cho xét nghiệm phân tích nước tiểu thì mình nghĩ bệnh nhân đó là hội chứng thận hư, thì mình phải tìm được cái bằng chứng này coi có lipid ở trong nước tiểu hay là không. Rồi cái thứ hai nữa là có thể có giảm được lượng nước tiểu hoặc là không, tùy theo cái diễn tiến của hội chứng thận hư. Còn cái điểm đặc trưng thứ ba của hội chứng thận hư mà cái này nó quyết định ha, đó chính là có đạm niệu rất là nhiều, rất là ồ ạt, và xét nghiệm thường là cái nồng độ định lượng cái protein trong nước tiểu trong 24 giờ rất là cao, trên 3,5 gram trong một ngày. Và ngoài ra thì những cái biểu hiện khác liên quan đến máu, liên quan đến toàn thân trong bệnh nhân hội chứng thận hư, chẳng hạn như là phù toàn thân ha, hay là giảm đạm máu, thì đó là những cái đặc trưng. Vậy cái câu hỏi đặt ra nữa đó là tại sao nó lại đi theo hai cái hướng như thế? Tại sao cũng bệnh cầu thận mà nó không đi về một hướng thôi, không? Nếu mà tại sao nó lại đi hai hướng như vậy? Thì người ta lại tìm thấy là nó có một cái mối liên quan đến một cái đáp ứng viêm. Lúc nãy mình đã nhấn mạnh là không có tình trạng nhiễm trùng gì ở cái cầu thận hết. Nó không có tình trạng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn gì ở tại cái cầu thận. Nhưng mà nó lại có một cái đáp ứng viêm diễn ra ở cái cầu thận. Thì cái đáp ứng viêm này thấy nhiều trong những cái người mà có biểu hiện viêm vi cầu thận. Thì do có cái quá đáp ứng viêm nó diễn ra cho nên nó làm tổn thương cái màng lọc cầu thận. Còn ngược lại thì ở hội chứng thận hư thì người ta lại thấy là nó không có liên quan tới đáp ứng viêm này cho lắm. Nó có thể là bộc phát luôn, chẳng hạn do di truyền ha, và nó làm thay đổi về cái tính thấm của màng lọc ở cầu thận. Chẳng hạn như lúc nãy có trình bày với các anh chị đó là nó mất đi các cái protein mà giữ lấy các cái chân giả đó, nó mất đi những cái protein này, nó không có. Có nghe người này có cái biểu hiện rối loạn về gen gì đó của những cái protein đó. Thì lúc này các chân giả nó xa nhau, vậy thì cái tính thấm của màng lọc cầu thận lúc này nó đã bị thay đổi ha. Nó trở nên là nó mất đi cái tính siêu trọng lọc của cái màng lọc cầu thận. Thì tại tiếp tục nữa thì mình sẽ coi là tại sao, đặc biệt là trong cái viêm vi cầu thận, thì tại sao cái đáp ứng viêm cũng như là trong hội chứng thận hư mặc dù không liên quan đến đáp ứng viêm nhưng mà nó lại có những cái biểu hiện lâm sàng này. Thì nếu mà có liên quan đến đáp ứng viêm thì trong viêm mình sẽ thấy rằng là nó có ảnh hưởng ha, làm sưng phù nề, đúng không ạ? Thì ở đây cái sự sưng phù nề ở đây đó chính là sưng phù nề cái tế bào nội mô mạch máu. Sưng phù nề tế bào nội mô mạch máu cho nên cái lòng mạch máu ở trong cái bướu mạch cầu thận sẽ bị thu hẹp và làm giảm cái lưu lượng tưới máu, giảm cái lưu lượng máu vào trong cầu thận, do đó giảm cái sự lọc, giảm lưu lượng nước tiểu hình thành. Và đồng thời cái đáp ứng viêm thì nó lại làm tổn thương các tế bào khác, trong đó tổn thương các tế bào biểu mô có chân chẳng hạn, rồi tổn thương chết tế bào nội mô chẳng hạn, rồi thậm chí là làm phá hủy cái màng gáy cơ bản và dẫn đến là những cái lỗ tổn thương ha. Mình sẽ hình dung là những cái lỗ tổn thương ở màng lọc cầu thận và dẫn đến là protein cũng như là tế bào hồng cầu nó có thể xuất hiện ở trong nước tiểu, nó có thể thoát qua được. Vậy thì cái cơ chế nào hay là cái nguyên nhân thực sự mà nó dẫn đến các cái vấn đề này ở cái bệnh cầu thận? Thì đây là những cái nhóm nguyên nhân và cái cơ chế bệnh sinh nó đi theo. Trong đó có 4 cái nhóm cơ chế. Thứ nhất là do rối loạn về đáp ứng miễn dịch. Hồi nãy là mình thấy phân theo nguyên nhân thì có hai nhóm chính là do viêm nhiễm, không do viêm nhiễm, đúng không? Nhưng mà về mặt cơ chế thì lại chia làm 4 nhóm. Thì trong đó liên quan tới đáp ứng miễn dịch là cái thường gặp
Ngoài ra còn có liên quan tới rối loạn chuyển hóa trong các cái bệnh lý này, rối loạn về huyết động học, rồi những cái nguyên nhân khác, rồi trong đó có do thuốc, do độc tố, do di truyền, nó có cái cơ chế tác động khác. Và trong cái nhóm cơ chế đầu tiên là do rối loạn đáp ứng miễn dịch, thì gặp phải trong những trường hợp mà cơ thể người này mắc những cái nhiễm trùng ở đâu đó. Nhắc lại lần nữa, không phải nhiễm trùng ở cái cầu thận, nhiễm trùng ở đâu đó trong cơ thể. Thứ hai là có thể có bệnh lý tự miễn. Nhưng mà nó dẫn đến là cái lúc này cơ thể có sự tạo ra rất nhiều những cái kháng thể. Những cái kháng thể này chống lại những cái tác nhân viêm nhiễm đó, đó. Và trong bệnh lý tự miễn thì mình hiểu rằng là những cái người này á, sẽ có tạo nên những cái tự kháng thể để chống lại những cái kháng nguyên ở chính trong bản thân cơ thể, cho nên gọi là nhóm bệnh tự miễn. Và tất cả hai cái này đều có điểm chung, đó là có cái sự lưu hành ở cái mức cao của các cái phân tử kháng thể ở trong dòng máu. Và các phân tử kháng thể này có thể bắt gắn với lại những cái kháng nguyên đích của nó, hoặc là nó đi chơi theo dòng máu, nó đến thận và nó lắng động tại thận. Và khi mà nó lắng động tại cái cầu thận càng nhiều thì nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương ở cái màng lọc cầu thận. Thì những cái tổn thương này cụ thể nó ra làm sao, cụ thể nó như thế nào, nó có cái cơ chế đàng hoàng hơn, người ta tìm thấy có những cơ chế. Thứ nhất là do qua cái trung gian kháng thể tạo nên những cái đáp ứng viêm ở cái màng lọc cầu thận. Thứ hai là có cái liên quan đến cái sự tăng sinh tế bào một cách bất thường, mà đặc biệt là mình nhìn thấy ở cái khu vực tế bào màu tím đó, là có rất là nhiều tế bào giang mạch. Mà lúc nãy mình đã biết là nó có nhiệm vụ nó nâng đỡ, nhưng bây giờ nếu như mà nó tăng sinh rất là nhiều như vậy thì nó sẽ có thể dẫn đến sự chèn ép các cái mạch máu lại, nó xiết nhỏ lại hết. Đó là cái sự tăng sinh bất thường và trong cái phần đệm giang mạch. Về cái hình này thì sẽ giúp cho mình minh họa thêm cái cơ chế mà nó dẫn đến là tổn thương cái màng lọc cầu thận mà qua trung gian kháng thể bắt nguồn như thế nào. Thì đây là cái hình A. Ở hình A trước thì chúng ta coi đây là tế bào biểu mô có chân nè. Đây là cái lớp màng đáy cơ bản. Bình thường nó sẽ không có vấn đề gì, đúng không ạ? Còn đây là lớp tế bào nội mô mạch máu. Và những cái phân tử kháng thể này là theo dòng máu nó đi đến đây. Nó đi đến cầu thận và nó lắng động ở cái chỗ này. Mà bằng cách nào? Bằng cách đó là khi mà nó đi qua được, tùy theo kích thước, nó có thể đi qua được cái lớp tế bào nội mô, nó đi và đến cái lớp màng đáy cơ bản. Nhưng mà nếu mà nó đi xuyên qua luôn được tới cái lớp tế bào biểu mô có chân giả và xuất hiện trong nước tiểu luôn thì coi như là không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà nó ngược lại, nó đi đến cái lớp màng đáy cơ bản thì nó lại bị dính ở đây. Mình tạm hiểu là nó bị dính lại ha. Nó dính lại là bởi vì lúc này nó bắt gắn với lại các protein nằm trong cái lớp màng đáy cơ bản. Và nó coi những cái protein đó giống như là lạ, giống như là những cái kháng nguyên lạ đối với cơ thể, cho nên nó gắn vào. Và khi mà nó gắn vào như vậy thì nó sẽ bị giữ lại tại đó. Nó bị giữ lại tại đây. Dạ, tương tự ở cái hình B. Tương tự thôi, nhưng mà ở hình B thì nó có khác so với hình A. Thì chúng ta sẽ thấy là cũng là những cái kháng thể. Tuy nhiên khi mà nó, những cái kháng thể này nó đã gắn với lại những cái kháng nguyên ở đâu đó rồi. Đặc biệt chẳng hạn như là những cái kháng nguyên của nhiễm trùng hay gì đó đó, những cái của con vi khuẩn nào đó chẳng hạn, nó gắn vào rồi. Và những cái hình thành nên những cái phức hợp, những cái phức hợp gọi là phức hợp miễn dịch, những cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này nó đi theo dòng máu, nó đi đến khắp nơi. Và khi mà nó đi đến đây thì tùy theo cái kích thước, tùy theo cái kích thước của nó mà nó có thể đi qua được hay là không đi qua được cái màng lọc cầu thận. Và nếu mà nó đi qua được thì mình sẽ thấy là nó đi qua được tới lớp tế bào nội mô, cái nó bị giữ lại tại đây, bởi vì có thể nó không đi qua được cái lớp màng đáy cơ bản. Còn nếu mà nó đi qua được lớp màng đáy cơ bản mà nó không đi qua được cái lớp tế bào biểu mô có chân thì nó sẽ bị giữ lại tại cái lớp chính giữa này. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ thấy là nó bị giữ lại tại cái lớp tế bào nội mô có chân. Những cái khác thì các anh chị đọc thêm ở trong giá trình ha.
này phân tích những cái điểm chính, những cái mà mình cần phải nhớ thôi, cái cốt lõi. Rồi ngoài những cái vị trí lắng đọng mà chúng ta thấy trong hai cái hình A và B thì chúng ta coi cái hình này, thì nó còn một cái vị trí nữa, đó là lắng đọng ở chỗ cái phần trung mô đó, cái phần đệm gan mạch đó, cái phần màu tím tím hồi nãy mà mình thấy trong cái hình cầu thận đó, nó có thể lắng đọng tại đó. Vậy thì các cái phức hợp miễn dịch mà nó lắng đọng tại đây thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái tổn thương, những cái chuyện gì đó xảy ra ở cái tại vị trí này, đúng không? Vậy thì cái phần tiếp theo chúng ta sẽ đề cập đến cái cơ chế gây tổn thương cầu thận của các phức hợp miễn dịch này như thế nào, và tại sao sự lắng đọng, hay là nói cách khác là tại sao cái sự lắng đọng của các phức hợp miễn dịch nó đến cái vị trí này của tại cầu thận thì nó gây tổn thương cầu thận. Đây là một cái câu hỏi nhưng mà nó cùng một cái đáp án ha. Còn cái câu hỏi là tại sao lại có nguồn gốc xuất hiện của các tự kháng thể, thì ở cái phần này khi mà mình đọc về các cái bài bệnh lý tự miễn á, mà mình muốn tìm hiểu về nó đó thì mình đọc thêm cái này ha. Chứ nếu mà nói thì có thể có người sẽ hiểu, có thể có người sẽ nghe từ lỗ tai này đi qua ha. Cho nên cái phần này chúng ta sẽ đọc thêm, tự đọc thêm. Và ở cái câu hỏi thứ hai đó, tại sao? Tại sao không? Vậy thì tại sao khi mà có lắng đọng phức hợp kháng nguyên kháng thể ở cái màng lọc cầu thận thì nó gây tổn thương bằng cách nào? Thì ở đây là có cái hình về cái kháng thể. Chúng ta sẽ thấy là có cái phần tử kháng thể, nó có cái điển hình đó là nó có hai phần. Một đó là cái phần để nó gắn với lại kháng nguyên, đó là cái vùng màu đỏ này. Cái vùng màu đỏ nó có cái vị trí để gắn với lại kháng nguyên, ta gọi là cái mảnh FAB, FAB. Còn cái phần màu xanh ở phía dưới gọi là cái mảnh FC, mảnh cố định. Cái mảnh FC này khi mà cái FAB là khi mà kháng nguyên gắn với lại cái vị trí có trên cái FAB của kháng thể thì lúc này nó kích hoạt, nó hoạt hóa cái mảnh FC này lên. Thì cái mảnh FC này nó có khả năng đó là nó sẽ dẫn đến cái sự kích hoạt của cái hoạt động của hệ thống bổ thể. Bổ thể ở trong máu đúng không ạ? Các cái protein bổ thể, không biết là mình đã học bài bổ thể của cô Loan chưa ha? Thì nếu mình học rồi thì mình sẽ nhớ là nó có liên quan tới cái sự kích hoạt của cái mảnh FC này. Và cuối cùng nó sẽ dẫn đến sự hình thành của cái phức hợp tấn công màng từ C5B cho đến 6789. Thì cũng may là cái trong cái hình này có cái hình này để mình minh họa lại ha. Để cho những bạn nào mà chưa có học bài bổ thể thì mình cũng có thể nhớ lại, mình có thể xem. Thì đây là cái những cái con đường mà nó dẫn đến sự hoạt hóa bổ thể khác nhau. Thì mình không không cần quan tâm, mình chỉ cần quan tâm đến cuối cùng của cái con đường, các cái con đường này đều dẫn đến cuối cùng, đó là hình thành nên cái phức hợp tấn công màng. Và cái phức hợp này đó chính là các cái protein bổ thể, nó đóng vai trò như là những cái mũi khoan ha. Nó gắn lên trên cái màng, một cái màng nào đó chẳng hạn như cái màng con vi khuẩn chẳng hạn. Vậy thì nó sẽ làm cho cái màng của cái con vi khuẩn đó nó bị gọi là có những cái lỗ, và làm cho nước cũng như là điện giải từ bên ngoài có thể tràn vào bên trong và nó bị phình lên, nó trương lên và nó sẽ bị vỡ tan ra. Đó là cái cơ chế tiêu diệt vi sinh vật. Tuy nhiên mình hãy hình dung lại, ngược lại ở đây là cái màng lọc cầu thận. Cái màng lọc cầu thận của mình nó có 3 lớp, nó có 3 lớp. Bây giờ nó bị các cái bổ thể nó cắm vô, các cái phức hợp tấn công màng này nó cắm vô như vậy thì nó tạo nên những cái lỗ tổn thương thực thể ở trên màng lọc cầu thận. Như vậy những cái lỗ này rất là to ha. Như vậy thì nó sẽ để dẫn đến là protein từ trong huyết tương đó sẽ thoát ra luôn, rồi các tế bào máu có thể đi qua được, nó thoát qua được luôn ha. Tùy theo cái kích thước của các cái lỗ này. Rồi ngoài ra còn có những cái cơ chế khác, đó là nó khi mà có sự hoạt hóa của hệ thống bổ thể sinh ra bởi các cái hoạt động của mảnh FC thì nó còn tạo ra những cái phân mảnh bổ thể là C3A với lại C5A.
những cái phân mảnh này là nó được tạo ra trong cái hoạt động của hệ thống bổ thể của cơ thể. Và khi mà nó tạo ra thì nó lại là nó đóng vai trò như là những cái chất mà hấp dẫn các tế bào bạch cầu tới. Như vậy thì dưới cái sự kêu gọi thì mình sẽ thấy là các cái tế bào bạch cầu này nó sẽ đến cái vị trí cái màng lọc của thận này nhiều, đúng không? Đặc biệt là nó có thể vào trong cái phần đệm giang mạch, nó sẽ nằm ở trong đó, vì nó xuyên mạch và nó chui vào trong đấy nhiều. Và khi đó thì nó sẽ nhận diện à chỗ này đang có cái gì đó bất thường ha, và cái hoạt động của cái tế bào bạch cầu nó tăng lên ở đây, thì mình sẽ thấy nó đi đôi với lại cái việc đó là mình nhớ bài viêm thực bào không, biết mình thực hành chưa, thì bài viêm thực bào đó thì bên cạnh là nó thực bào những cái gì đó lạ, thì trong cái quá trình đó thì nó sẽ còn tăng tiết rất là nhiều những cái enzyme, những cái protease. Những cái enzyme này nó sẽ tiêu hủy cái protein. Protein này ở đâu? Ở cái màng lọc cầu thận ha. Mình hình dung là cái vị trí nó đang diễn ra. Như vậy thì cái màng lọc cầu thận, đặc biệt là cái lớp màng đáy cơ bản, protein nhiều lắm. Như vậy thì nó sẽ bị cắt đứt ha. Và như vậy thì càng làm cho cái màng lọc bị tổn thương. Rồi ngoài ra còn có những cơ chế khác như là nó kích hoạt hệ thống kidney, hệ thống đông máu trong huyết tương. Cho nên mình sẽ thấy là có thể có hình thành những cái cục máu đông ở trong cái mao mạch của cầu thận, và có thể làm tắc nghẽn cái dòng máu ở trong cái mao mạch đó. Rồi bên cạnh những cái cơ chế chính này thì người ta còn thấy là khi mà có mặt của các cái bạch cầu đến đây nhiều, thì ngoài cái sự phóng thích ra các cái enzyme thực bào thì nó còn phóng thích ra những cái yếu tố mà kích thích sự tăng sinh. Thì cái này mình đã được nghe trong cái bài sơ vữa động mạch đó, mình đã được coi cái quá trình hình thành của sơ vữa động mạch, đúng chưa? Mình thấy là nó cũng tụ tập tế bào bạch cầu tới, đúng chưa? Và mình thấy là nó có sự tăng tiết những cái chất mà kích thích sự tăng sinh, thì trong đó là những cái chất như là TGF-beta, và những cái yếu tố kích thích đó sẽ tác động làm tăng sinh các tế bào ở tại vị trí đó. Thì ở đây là các cái phần, nếu mà trong giang mạch thì nó sẽ làm tăng các tế bào giang mạch, tăng về số lượng các tế bào lên. Ngoài ra còn có thể làm tăng sinh những cái tế bào mà nó sản xuất ra các cái sợi collagen nằm trong cái lớp màng đáy cơ bản chẳng hạn. Lát nữa mình coi những cái hình đấy. Vậy thì khi mà có sự tăng sinh các tế bào về số lượng cách bất thường thì nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy đó là chèn ép các cái mao mạch máu, giống như lúc nãy đã có diễn đạt. Vậy thì cuối cùng đó là nó làm cái gì ha? Coi như là nó cái màng lọc nó bị mất đi cái chức năng của màng lọc, đó là nó gọi là siêu lọc đó, nó cản trở những cái chất mà kích thước to rồi kích điện âm ha, nó cản trở không bao giờ có mặt trong nước tiểu. Thì bây giờ sao, nó mất đi chức năng có nghĩa là nó sẽ đi qua được luôn rồi, thì nó xuất hiện trong nước tiểu những cái thành phần bất thường này. Và cuối cùng nữa thì có thể dẫn đến cái hậu quả đó là toàn bộ cái cầu thận nó sẽ đều bị xơ hóa và nó đều bị mất chức năng luôn, và dẫn đến cái biến chứng có thể là suy thận xảy ra. Thì đó là những cái cơ chế để giải thích tại sao nó lại đáp ứng viêm ở cầu thận. Nhắc lại lần nữa ha, có nghĩa là không có tình trạng nhiễm trùng ở tại cái cầu thận, không phải là nhiễm khuẩn, nhiễm virus gì ở tại cầu thận, nhưng mà nhiễm trùng ở đâu đó trong cơ thể, nhưng dẫn đến kết cục đó là một cái đáp ứng viêm ở tại cái cầu thận. Như vậy là nó gánh hậu quả, đúng không ạ? Và một cái hình này chỉ cho chúng ta nhớ lại, nhớ thêm, đó là khi mà có sự lắng đọng ở cái ở trong cái phần đệm giang mạch này, trong cái phần đệm giang mạch này nè, thì mình sẽ thấy là nó có thể là nó dẫn đến là cái sự tăng sinh tế bào bất thường ở trong cái vùng này. Rồi thứ hai nữa là nếu mà lắng đọng ở cái lớp dưới tế bào nội mô, ở lớp dưới tế bào nội mô, thì cái kiểu lâm sàng thường là viêm đi cầu thận. Còn những cái vị trí còn lại như là lắng đọng ở dưới tế bào biểu mô có chân, lắng đọng ở cái màng đáy cơ bản chẳng hạn, thì nó lại là có khuynh hướng lâm sàng, đó là hội chứng thận hư.
Tới đây không biết là lớp mình còn đang nghe hay không, hay là ai đó làm việc đó rồi, cô thì nói, còn chứ thì ở nhà thì các anh chị cứ làm việc riêng ha. Rồi tới lúc là lại không hiểu. Cho nên là rất là mong là mình nên theo dõi. Chúng ta sang đến những cái hình ảnh mà nó minh họa cho mình về cái sự tăng sinh tế bào, thì nó dẫn đến cái sự chèn ép của các cái mao mạch trong cuốn mao mạch cầu thận. Thì đây là cái cầu thận này. Theo ở cái hình đầu tiên ở phía dưới mà bên phải bên trái của cái màn hình thì mình thấy là đây là cái cầu thận và những cái mao mạch cầu thận. Mao mạch cầu thận nhưng trong trường hợp này nó bị chèn ép, nó nhỏ xíu thôi, nó không bình thường. Mao mạch nó sẽ tròn hơn ha, nhưng đây mình thấy nó như là cái hình lưỡi liềm ha, nó bị dẹt đi. Còn ở đây là mình nhìn thấy ở đây là một phần của cái ống thận. Đây là ống thận ha. Rồi sang đến cái tiến triển tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn là có cái sự tăng sinh của cái tế bào ở cái vị trí này. Rồi ngoài ra chỗ này màu đen này đó chính là có cái hình thành của cái cục máu đông ở trong cái mạch mao mạch. Sang đến hình chính giữa thì chúng ta thấy rõ nét nữa rồi. Thì để coi được những cái này là chỉ có sinh thiết thận mới biết thôi ha, còn về lâm sàng nó sẽ không biết được. Thì cái hình này thì cho chúng ta thấy là nó có cái tạo thành cái sự tăng sinh mà cái thể nó hình liềm luôn, nó giống như cái mặt trăng, cái mặt trăng khuyết đó, ha. Và người ta gọi là cái viêm cầu thận thể thể lưỡi liềm là như vậy, bởi vì nó tiến triển rất là nhanh và cuối cùng là nó làm cho chèn ép bóp nghẹt các cái mao mạch ở trong cái cầu thận luôn, và nó sẽ dẫn đến sự xơ hóa cầu thận rất là nhanh. Cho nên cái thể lâm sàng này nó có cái biểu hiện viêm cầu thận gọi là cấp tính, biểu hiện rất là rầm rộ, cấp tính có nghĩa là khởi phát rất là nhanh ha. Và người viện phải vào viện, và lúc đó mình có thể may mắn mình phát hiện ra, mình nhớ tới viêm cầu thận mình sẽ chẩn đoán được đúng. Và ở cái hình này thì cho chúng ta thấy về cái thể bệnh cầu thận màng, thì viêm cầu thận màng thì nó có cái sự tăng sinh. Đây là những cái mao mạch cầu thận, nhưng mà mình thấy là nó có cái bờ viền nó dường như nó dày hơn ha. Và nhìn kỹ qua bên đây thì mình sẽ thấy là nó có cái sự tăng sinh của cái màng đáy cơ bản, nó dày lên. Cái hình tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là ở giai đoạn sau hơn thì mình sẽ thấy là nó có sự tăng sinh mà hai bên của cái màng đáy cơ bản luôn, nó ôm lấy cái phần màu đen. Cái phần màu đen này đó chính là cái phức hợp, các cái phức hợp miễn dịch nó lắng đọng nhất, nó bị ở lại trong đó nó bị bao trọn lại luôn. Vậy thì khi mà người ta làm cái phương pháp Quỳnh Quang thì người ta mô tả đấy, ở cái giai đoạn sớm thì nó như là những cái nhú gai ha, những cái nhú gai như thế này. Bởi vì thấy được cái này, còn cái phức hợp miễn dịch thì nó cho nó chìm xuống. Còn ở cái hình này thì thấy nó giống như là cái đường ray xe lửa ha. Xin lỗi lớp ha, cái giọng đã bị thay đổi. Rồi chúng ta sang đến cái tìm hiểu một chút xíu về những cái bệnh trên lâm sàng mà nó thuộc cái nhóm bệnh cầu thận mà mình biết, đó là viêm vi cầu thận cấp, thứ hai là viêm cầu thận mạn, và thứ ba là hội chứng thận hư. Thì viêm vi cầu thận cấp thì thường là nó có thể ở nhiều độ tuổi, tuy nhiên là ở trẻ em là rất là nhiều, thường là gặp ở trẻ em, và cái nó khởi phát sau một cái nhiễm trùng ở họng hoặc là ở da, mà do cái tác nhân là liên cầu khuẩn tan huyết beta nhóm A. Chúng ta có thể thấy là nó nhiễm khuẩn ở họng hoặc là ở da với rất là nhiều tác nhân, đúng không? Có thể là do nhiễm những cái con vi khuẩn khác, hoặc là nhiễm virus chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà do cái con liên cầu tan huyết beta nhóm A thì mình phải nhớ ngay tới là cái biến chứng viêm vi cầu thận cấp có thể xảy ra. Tại vì sao?
Tại vì sao? Thì đây là có cái hình ảnh về cái con liên cầu, cái hình này cũng ở trên mạng hết á, nhưng mà lấy và để cho mình trực quan hơn. Thì cái con liên cầu khuẩn này á, thì khi mà nó nhiễm vào cơ thể của mình, nó có rất là nhiều tiếp và nó gây rất là nhiều bệnh, gây rất là nhiều bệnh, ngoại trừ viêm họng với ở da ra thì thực sự là nó còn rất là nhiều ha. Ngoài viêm đi cầu thận cấp thì mình sẽ còn nghe nói tới là thấp tim nè, hay là thấp khớp cấp nè, thậm chí là cái bệnh Henoch-Schönlein nó cũng có liên quan tới cái con liên cầu khuẩn này. Thì tại sao nó lại như vậy, cái cơ chế tại sao? Thì người ta thấy rằng là cái con liên cầu khuẩn trên cái bề mặt của nó, trên cái vách của nó đó, thì nó có những cái kháng nguyên mà nó gần giống với lại cái những cái protein cấu tạo ở trong các mô tổ chức trong cái cơ quan của con người mình. Chẳng hạn như nó giống với lại những cái protein nằm ở trong cái màng đáy cơ bản cầu thận, rồi nằm trong cái bao hoạch dịch khớp, rồi nằm trong cái nội tâm mạc ở tim. Nên là những cái vị trí này. Như vậy thì khi mà nó nhiễm vào trong cơ thể mà không có điều trị, mà nó tái đi tái lại hoặc là nó nặng hơn, thì cơ thể mình sinh ra rất là nhiều kháng thể để chống lại cái con liên cầu khuẩn. Và khi mà chống lại cái con liên cầu khuẩn thì các cái kháng thể này nó theo dòng máu, nó lưu hành đến tất cả các nơi. Như vậy thì nó giống như là nó đi tới đâu mà nó thấy các cái protein của mô tổ chức đó giống thì nó cũng gắn vô luôn. Vậy thì mình sẽ hình dung, mặc dù là nhiễm trùng ở họng, ở da, nhưng mà nó dẫn đến là tổn thương ở tại các cơ quan đích, đó là có thể thận, có thể tim, có thể là khớp ha. Là bởi vì có sự bắt giữ lắng đọng của các cái phức hợp kháng nguyên kháng thể tại các mô tổ chức, theo giống như là hình A với lại hình B mà mình nhìn thấy hồi nãy đó. Vậy thì mình rõ rồi đúng không? Mình rõ về cơ chế rồi. Rồi những cái đặc điểm khác thì mình tự xem ha. Chẳng hạn như là nó có phù, rồi tại sao nó có nước tiểu nó màu đỏ vân vân ha. Cái này mình có thể mình tự suy luận được. Như vậy diễn tiến của cái viêm đi cầu thận cấp có thể diễn tiến rất là nhanh, cấp tính và có thể dẫn đến tử vong khi mà nó có sự suy thận cấp tính nữa. Và nếu mà nó không diễn tiến đến tử vong thì nó có thể là nó có thể chuyển sang những cái thể khác, chẳng hạn như là hội chứng thận hư, nghĩa là nó có biểu hiện kết hợp luôn những cái đặc điểm của hội chứng thận hư, hoặc là nó đặc biệt là nó chuyển sang suy thận, viêm đi cầu thận mạn và diễn tiến âm thầm kéo dài dẫn đến suy thận mạn. Tuy nhiên là chúng ta có thể điều trị khỏi nó nếu mà chúng ta nghĩ đến nó, chẩn đoán nó sớm. Và chúng ta điều trị bằng cách nào ha? Bằng cách nào? Tại vì mình biết chắc chắn đây là do liên cầu khuẩn, viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu khuẩn. Nếu mình có được cái bằng chứng là có cái con liên cầu khuẩn đang hiện diện, thì trên xét nghiệm mình nhớ là có cái xét nghiệm đó là Aslo để mình đi tìm cái kháng thể chống lại cái kháng nguyên của cái con liên cầu khuẩn. Thì nếu mà mình cho chỉ định xét nghiệm đó mà mình thấy là nó có giá trị tăng cao bất thường, có nghĩa là bằng chứng để cho mình biết là gợi ý đến con liên cầu, và khi đó thì mình sẽ dập kháng sinh rất là mạnh, có nghĩa là mình dùng những kháng sinh mà có thể là liều cao hoặc là những cái loại kháng sinh mà diệt khuẩn mạnh, chẳng hạn như penicillin ha. Như vậy thì mình sẽ thấy là nó sẽ làm dập cái con vi khuẩn này, và theo thời gian khi mà cái con này nó bị giảm xuống ở trong cơ thể thì cơ thể mình cũng sẽ giảm sinh kháng thể, đúng không? Cái đáp ứng miễn dịch của mình nó cũng sẽ dịu xuống, nó cũng sẽ giảm sinh kháng thể, và như vậy thì giảm sinh kháng thể thì giảm những cái kháng thể mình nó lưu hành tới cái cầu thận, và như vậy thì làm giảm cái tổn thương cho các cái cầu thận ở trong thận, và như vậy thì cái bệnh nó sẽ bắt đầu nó sẽ thoái thoái lui, trừ khi là mình không nghĩ tới, trừ khi là mình chẩn đoán mình không nhớ bài ha, mình chẩn đoán có thể thiếu, chẳng hạn mình điều trị nó không đúng thì cái đó nó sẽ không giúp ích cho bệnh nhân. Chúng ta Dạ xem cô ơi. alo Dạ cô ơi, hôm nay cô của với cô là đổi tiết với nhau cô. mình còn 30 phút nữa mới đến giờ của đúng không?
Tại cô cũ cũng không có nói với cô mà lớp mình cũng không có báo, hồi nãy cô cũng mới hay luôn đấy. Thành thử ra là cô đã bị đợi nửa tiếng ha. Cho cô cũ đợi tiếp. Như vậy thì Dạ mình dạ sẽ cảm ơn lấy cô. là được không? Dạ dạ được cô ơi, tại em sợ lộn buổi giống như thầy Long hôm trước. Không, nó có lộn buổi lịch sao thì như vậy thôi, còn còn cô cũ liên hệ là để cô cũ dạy bù mà, còn trên lịch thì nhiều khi cô cũ bận cái bữa đó thì cô cũ bù lại cho lớp mình thì nó lại khác nha. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Xong cái thể thứ hai đó là viêm cầu thận mạn, thì cái thể viêm cầu thận mạn có thể là tiến triển ngay từ đầu, cũng có thể là biến chứng thứ phát sau cái viêm cầu thận cấp. Và cái biểu hiện thường là bệnh nhân sẽ vào viện vì suy thận mạn, và nó không có đảo ngược, có nghĩa là nó sẽ tiếp triển dẫn đến suy thận mạn cuối luôn, chứ không có đảo ngược quay trở về bình thường, mặc dù là mình có điều trị. Và thường những cái điều trị của mình là điều trị triệu chứng thôi. Và cái sự sơ hóa cầu thận và mất đi chức năng của cầu thận nó diễn tiến ngày càng tăng ở trong cái viêm cầu thận mạn, và cho đến một cái mức là trên 70% cái nephron nó bị chết đi ở hai cái thận. Hai cái thận mình thì có khoảng 2 triệu nephron, thì nếu mà chết đi 70% thì nó lúc này cái người bệnh sẽ có những cái biểu hiện của suy thận mạn xảy ra. Và người ta tìm thấy cái cơ chế mối liên quan nào mà giữa cái viêm đi cầu thận mạn mà nó thúc đẩy dẫn đến tiến triển suy thận mạn, thì có sự cơ chế đó là bản chất của nó thôi. Bởi vì cái thận nó có khả năng hoạt động bù trừ, cho nên khi mà những cái neuron nào mà nó bị ảnh hưởng, nó bị chết đi á, thì những cái neuron còn lại sống sót nó tăng gánh lên, nó tăng cái hoạt động để nó bù trừ lại. Và khi mà càng kéo dài như vậy thì nó sẽ dẫn đến cuối cùng đó là sự sơ hóa luôn chính các cái đơn vị cầu thận mà nó đang tăng hoạt động bù trừ. Và cuối cùng thì nó là một cái vòng xoắn thúc đẩy dẫn đến là sự sơ hóa cầu thận nhiều hơn. Và cái thể thứ ba, điển hình thứ ba thì mình sẽ thấy là có hội chứng thận hư. Thì ở cái bệnh nhân hội chứng thận hư thì mình nhớ là nó có biểu hiện phù toàn thân ha, và trong nước tiểu thì có cái đặc trưng là có protein rất là nhiều, cho nên là cái bọt trong nước tiểu rất là lâu nó hình thành và nó không có mất đi ha. Và cái nguyên nhân của nó có thể là nguyên phát hoặc là thứ phát. Thì nguyên phát có thể gặp trong những cái thể bệnh cầu thận lúc nãy mà chúng ta đã nghe, còn thứ phát có thể là sau những cái bệnh lý như đái tháo đường hay là tăng huyết áp hay là bệnh lupus ban đỏ vân vân, những cái bệnh tự miễn rất là thường gặp để mà dẫn đến là bệnh nhân có biểu hiện hội chứng thận hư. Vậy thì ví dụ như sau này mình có gặp bệnh nhân lupus ban đỏ mà người ta có biểu hiện tổn thương thận thì thường mình sẽ nhớ tới hội chứng thận hư, bởi vì họ có biểu hiện rất là nhiều các cái tổn thương hội chứng thận hư ở thận cho bệnh nhân lupus. Và cái cơ chế bệnh sinh mà dẫn đến những cái biểu hiện này của hội chứng thận hư, chẳng hạn như phù toàn thân, thì nó liên quan tới sự mất đi protein của huyết tương, bởi vì protein nó bị thoát ra ngoài qua nước tiểu nhiều quá. Và trong khi đó thì cái sự sản xuất tổng hợp protein của gan để mà bù trừ lại thì nó không có cân bằng được. Cho nên khi mà không cân bằng được thì dẫn đến là giảm áp lực keo của máu ha. Giảm áp lực keo của máu thì sẽ dẫn đến là sẽ làm cho nước sẽ không có quay trở về trong lòng mạch ha. Nước nó bị ở khoảng gian bào cho nên nó dẫn đến tình trạng phù. Và cái sự tăng huy động lipid xảy ra ở bệnh nhân hội chứng thận hư, bởi vì lúc này người ta giả thuyết rằng là các cái lipid nó đóng vai trò là những cái đại phân tử, cho nên nó có thể duy trì một phần cái áp lực keo ở trong lòng mạch lúc này. Tuy nhiên thì nó không không thể nào bằng protein được hết, và chính vì vậy mà có dẫn đến cái sự tăng huy động của lipid ở bệnh nhân hội chứng thận hư. Và bản thân nó cũng có thể xuất hiện trong nước tiểu, cho nên nó hình thành nên cái trụ mỡ hoặc là cái thể lượng chiết van đặc trưng của hội chứng thận hư. Và ở trên cái hình này thì chúng ta nhìn thấy cái
về cái lòng mơ mạch ở bệnh nhân này ha, cái lòng mơ mạch trong cầu thận nó vẫn khá là bình thường, nó tròn bự, nhưng mà cái bất thường ở đây đó là các tế bào biểu mô có chân, thì bây giờ nó bị tiêu biến các cái chân giả, nó bị xẹp các chân giả đi. Như vậy thì mình sẽ thấy là nó sẽ để những cái khoảng cái khe lọc nó rất là lớn, cho nên dẫn đến là sự thất thoát. Nhưng mà tại sao thì cho đến hiện giờ thì cái cơ chế của hội chứng thượng hưng nó cũng còn chưa được khám phá hết ha. Thì ở cái thể bệnh cầu thận là xơ hóa cầu thận phân đoạn từng ổ thì nó cũng có biểu hiện lâm sàng hội chứng thượng hưng, và ở đây thì người ta thấy là có sự xơ hóa ở vị trí này của một cái búi mô mạch cầu thận. Rồi ở cái vị trí này có nghĩa là nó từng ổ chứ nó không có liên tục với nhau giống như là cái bên viêm cầu thận. Và nặng hơn nữa thì lúc này mới có cái sự xơ hóa nhiều hơn, và nó dẫn đến sự sự chèn ép bóp nghẹt các cái mao mạch trong cái cầu thận. Và người ta cũng coi quan sát về cái lớp tế bào biểu mô có chân thì người ta thấy nó cũng có sự tiêu biến đi của các cái chân giả của tế bào biểu mô có chân. Tương tự thì ở hình này cũng vậy ha. Ở hình này đó là tình trạng mà viêm cầu thận tăng sinh màng, thì người ta thấy là cũng có cái sự tăng sinh màng dày lên và nó của cái mao mạch cầu thận, nhưng mà nó lại dẫn giống như là cái màng đôi, nhưng mà nó không có gây chèn ép nhiều cái mao mạch cầu thận. Nhưng mà khi mà quan sát kỹ về cái tế bào biểu mô có chân thì nó cũng có cái đặc điểm chung, đó là sự tiêu biến của các cái chân giả của tế bào biểu mô có chân. Như vậy thì qua cái phần bệnh cầu thận thôi thì mình sẽ hình dung là các cái thể lâm sàng của nó rất là đa dạng, và như vậy thì cái chỉ định cận lâm sàng của mình nó cũng phải được cân nhắc đó, tùy theo bệnh, tùy theo mặt bệnh, và mình hiểu được cái cơ chế tại sao mình chỉ định, chẳng hạn như là tại sao tìm cái bổ thể C3 C4 trong máu ha, nó giúp cho mình cái gì, mình hãy tự đi tìm câu trả lời ở đây. Chúng ta sang đến cái phần nội dung tiếp theo là mục tiêu thứ hai, đó là bệnh ống thận và mô kẽ thận. Thì trong cái phần bệnh ống thận và mô kẽ thận thì cái bệnh lý, cái quá trình diễn tiến bệnh lý nó diễn ra ở đâu, thì ở cái hình này là cho mình thấy đây là các cái đơn vị cấu tạo thận, và khoảng giữa giữa các cái đơn vị này có nghĩa là khoảng khoảng kẽ đó, đó chính là mô kẽ, và cái tiến triển nó là những cái nằm ở trong mô kẽ. Và cái nguyên nhân của cái nhóm bệnh ống thận và mô kẽ thận thì cũng có nhiều nguyên nhân, và trong đó nhiễm độc với lại nhiễm khuẩn thì nó có thể thường gặp ở trên lâm sàng. Ngoài ra còn có do tự phát, do di truyền, do tự miễn, do các bệnh lý tự miễn, do lắng đọng các cái chất làm ở trong lành của ống thận một cách bất thường, chẳng hạn như là lắng đọng của các hemoglobin ở trong lòng của ống thận trong những trường hợp mà tán huyết xảy ra chẳng hạn. Vậy thì nó cũng dẫn đến sự tổn thương các tế bào ống thận cấp tính. Và cái phân loại thì có hai thể là cấp tính và mạn tính. Và trong đó thì hai thể này nó khác nhau cái gì? Thì về mặt mô bệnh học thì nó khác nhau. Khác nhau về cái tiến triển là một, thứ hai là khác nhau về cái mô bệnh học. Thì trong cái thể cấp tính thì nó có đặc trưng đó là sự hoại tử các tế bào ống thận xảy ra và nó rải rác cơ, và sự hoại tử này chắc chắn là nó không phải là diễn tiến mạn tính rồi hết, nó sẽ là cấp tính, thể lâm sàng sẽ rầm rộ. Còn đối với cái thể thứ hai là mạn tính thì người ta thấy là cái sự xơ hóa mô kẽ là cái chính yếu, và các cái tế bào bạch cầu tụ tập đến đây rất là nhiều và nó làm tăng cái sự xơ tăng sinh xơ sợi và gây xơ hóa mô kẽ, và cũng tất nhiên cũng ảnh hưởng đến chức năng của ống thận. Về cái rối loạn thứ hai, cái cơ chế rối loạn thứ hai dẫn đến trong cái nhóm bệnh lý này, thứ nhất là về mặt tổn thương mô bệnh học, thứ hai là chức năng. Thì chức năng thì nó tùy theo từng phần của ống thận mà nó có chức năng sẽ bị ảnh hưởng khác nhau. Nếu mà tại ống lượng gần thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chức năng của ống lượng gần, đó là việc tái hấp thu, nó sẽ giảm cái sự tái hấp thu,
Và khi giảm cái sự tát tô, đặc biệt là giảm tát tô các chất dinh dưỡng, thì lúc này nó sẽ dẫn đến sự mất chất dinh dưỡng thì thèm nước tiểu đúng không ạ? Và lâu ngày thì có thể sẽ dẫn đến thiểu dưỡng cho cơ thể. Đến cái khả năng chức năng thứ hai đó là liên quan đến cái khả năng axit hóa và cô đặc hóa nước tiểu. Thì cái trường hợp này nó thường nó ảnh hưởng đến cái phần của quai hàm lê, ống lượng xa và ống góp, và lúc đó nó cũng sẽ có một cái biểu hiện tương ứng với lại cái rối loạn này, đó là có thể sự thiểu niệu hoặc là đa niệu. Thiểu niệu nếu mà có sự hoại tử tế bào ống thận, rồi có tình trạng là giảm axit hóa nước tiểu, có nghĩa là liên quan đến việc giảm bài tiết axit, và giảm bài tiết axit thì lại là cái nguy cơ mà dẫn đến là gây nhiễm toàn cho máu. Và ngoài ra còn có những cái thể tổn thương làm toan hóa ống thận. Thì tiếp theo là một số những cái hình ảnh mà về cái tế bào ống thận để một lần nữa mình nhớ lại. Thì vì thường là mình học tới cái bài này cái là mình thấy nó quá dài, và sau đó là mình thấy nó quá nhiều ha, quá nhiều xong cái là mình sẽ bỏ qua. Nhưng mà nếu mình đầu tư cho nó một chút thì mình sẽ hiểu rất là đơn giản, hiểu rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết. Thì đây là tế bào của ống lượng gần. Về vị trí của ống lượng gần thì chúng ta nhìn ở cái hình phía bên trái trên thì chúng ta thấy là nó đi ra từ cầu thận ha, và đây chính là tế bào cái đoạn ống lượng gần. Và các tế bào biểu mô ở đây nó có cái bề dày, nó có cái bề rất là dày ha, và nó có cái bờ bàn chải, và bên trong có rất là nhiều ti thể, cho nên là mình sẽ thấy cái hoạt động đòi hỏi năng lượng ở đây rất là mạnh, để liên quan tới cái việc là tái hấp thu rất là tích cực ở cái ống lượng gần. Và những cái chất dinh dưỡng ra như là đường ha, axit amin sẽ được tái hấp thu theo cái cơ chế đồng vận chuyển với lại cái natri. Và cái bên cạnh cái việc tái thu đó thì mình sẽ thấy là còn có liên quan đến việc là tái tạo lại HC3 trừ, cũng như là tổng hợp HC3 trừ của tế bào ống lượng gần. Thì trong đó có cái phản ứng mà để tái tạo thì nhờ vào cái enzyme carbonic anhydrase, thì cái enzyme mà nó chuyển đổi CO2 với nước để mà nó tổng hợp nên HC3 trừ để mà đưa trở về trong máu. Và thứ hai nữa là từ cái glutamine, từ cái axit amin glutamine thì nó cũng có những cái phản ứng để nó chuyển đổi tổng hợp nên cái HC3 trừ để đưa trở về trong máu. Và bên cạnh hai quá trình chính đó thì nó còn có liên quan đến sự bài tiết ion H cộng ra ngoài ha. Thì theo cái phản ứng này, theo kênh đối vận với lại natri, nhờ vào cái kênh này mà H cộng được bài tiết ra. Thì đó là chức năng của ống lượng gần. Như vậy nếu mà tế bào ống lượng gần bị tổn thương thì mình hãy nhớ chức năng của nó hơn. Và tiếp theo là ở cái đoạn dày nhánh lên quai hàm lê. Ở đoạn dày nhánh lên quai hàm lê nó sẽ có dày nhánh xuống, rồi đoạn mỏng nhánh xuống, đoạn mỏng nhánh lên và đoạn dày nhánh lên. Thì các cái tế bào ở đây nó sẽ khác nhau về cái kích thước ha. Mà mình thấy rõ ràng là nó khác biệt so với lại cái tế bào biểu mô ống lượng gần. Còn đoạn dày nhánh lên, đoạn dày nhánh lên thì nó khá là giống với lại tế bào biểu mô ống lượng gần, nhưng khác cái là mình thấy cái bờ bàn chải của nó rất là ít, rất là thưa ha. Và cái hoạt động chức năng chính là liên quan đến việc tái hấp thu nước và muối, tái hấp thu nước và muối ha. Và trong đó thì cái tế bào đoạn dày nhánh lên và hình lê liên quan đến việc tái hấp thu natri và clo rất là mạnh thông qua các cái kênh protein đồng vận với lại kali, đồng vận với lại amonium ha, cái NH4 ha, để mà đưa các cái natri và kali này, kali xin lỗi, natri và clo quay trở về trong máu. Ngoài ra còn có liên quan đến việc tái hấp thu canxi và magie. Như vậy thì tổn thương tại cái quai hàm lê thì sẽ dẫn đến là giảm tái hấp thu natri và clo. Rồi chúng ta sang đến cái phần tế bào tiếp theo, đó là tế bào của ống lượng xa, tế bào của đoạn của ống lượng xa. Và mình sẽ thấy là cái tế bào của nó cũng khá là dày đúng không, và có rất là nhiều ti thể, và chức năng của nó cũng liên quan đến việc tái hấp thu muối, đó là natri và clo, và nó rất là nhạy cảm, đặc biệt là ở cái đoạn mà tiếp giáp với lại cái mạch máu từ động mạch đến và đi của cầu thận.
thì mình sẽ thấy là khi mà nó nhận cảm được cái nồng độ natri và clo đến đây rất là nhiều do giảm tác thu phía trước, do tổn thương ngoài cái RAA xảy ra. Rồi tương tự như vậy ở cái chức năng của tế bào cuối cùng, đó là tế bào ống góp, thì cái phần tế bào ống góp thì người ta thấy là nó có hai loại tế bào chính. Thứ nhất là tế bào cơ bản, cái tế bào cơ bản, và thứ hai là tế bào xen kẽ. Thì tế bào cơ bản thì nó liên quan đến việc tác thu muối và nước và dưới tác động của các cái hormone, đó là aldosterone, ADH, nó tác động đến đây thì mình còn nhớ mà, nó sẽ làm dẫn đến sự tăng tác thu nước và muối ở cái tế bào cơ bản này. Còn cái tế bào xen kẽ thì sẽ có hai loại là tế bào A với lại tế bào B. Thì trong đó cái tế bào xen kẽ A thì sẽ liên quan đến cái việc là bài tiết ion H cộng. Nó liên quan đến chức năng là bài tiết axit ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Như vậy thì nếu mà tổn thương cái tế bào của ống góp ở các cái vị trí này thì nó sẽ dẫn đến cái khả năng mà bài tiết axit ra khỏi cơ thể sẽ mất đi, sẽ giảm xuống. Như vậy thì khả năng là sẽ dẫn đến sự ứ đọng cái ion H cộng ở trong máu và dẫn đến có thể là nhiễm toàn máu xảy ra. Còn tế bào xen kẽ B thì nó lại liên quan tới việc là tác thu muối ha, một lần nữa liên quan đến tác thu natri clo mà ra còn tác tác thu HC3 trừ, thì cái phần này nó thứ yếu ha. Vậy mình đã hình dung được về chức năng của từng cái đoạn của ống thận. Vậy thì nếu mà ảnh hưởng đến cái đoạn nào thì chắc chắn mình nhớ đến chức năng của nó sẽ bị ảnh hưởng tương tự. Và trên thực tế thì sẽ có tình trạng là hoại tử tế bào ống thận cấp tính, và cái biểu hiện của cái tình trạng này là cái lưu lượng nước tiểu sẽ giảm, đầu tiên là sẽ thiểu niệu cho đến vô niệu, nhưng mà giai đoạn sau khi mà khắc phục được rồi thì nó sẽ có nước tiểu hình thành trở lại và có thể dẫn đến đa niệu xảy ra, bởi vì khi các tế bào của ống thận nó tái sinh trở lại thì nó có thể tái sinh về số lượng trước nhưng mà về chức năng thì chưa ha. Cho nên là cái việc tái thu muối cũng như là nước nó chưa có được tốt, cho nên nó sẽ có cái giai đoạn là thiểu niệu rồi đến giai đoạn là đa niệu. Mà đây là cái hình ảnh về cái tế bào của biểu mô của ống thận khi mà bị hoại tử, bị chết thì sẽ bị bong tróc ra. Và khi mà nó bong tróc ra thì cái xác của tế bào nó rất là nhiều, cho nên nó sẽ lấp nhãn cái lòng của ống thận. Và khi mà nó lấp nhãn như vậy thì sẽ cho dù có nước tiểu hình thành thì nó cũng không thể chảy ra ngoài được. Cho nên nó dẫn đến là thiểu niệu cho đến là vô niệu. Và ngược lại thì cái dịch nước tiểu nó có thể thấm ngược qua những cái vị trí mà tế bào nó bị mất, nó thấm ngược về máu, nó thấm ngược về mô kẽ và nó mang theo những cái chất ureaginin quay trở về nhá. Như vậy thì mình sẽ thấy là nó có thể dẫn đến là tình trạng là tăng ureaginin ở trong máu, hay là gợi ý một cái suy thận chức năng xảy ra liên quan tới sự hoại tử tế bào ống thận. Và lúc nãy cũng có đề cập đó là nếu mà qua được những cái giai đoạn này, tế bào ống thận nó tái sinh, nó sẽ tái sinh trở về bình thường, nó có khả năng tái sinh lại. Và trong cái giai đoạn mà đó thì có thể là nó chưa có hoàn thiện về chức năng, bởi vì nó thiếu những cái bờ bàng chải chẳng hạn. Như vậy thì tùy theo mỗi đoạn ống thận mà cái chức năng nó sẽ hồi phục sẽ khác nhau. Và chúng ta sang đến cái thể tiếp theo, đó là viêm mô kẽ thận. Viêm mô kẽ thận, và như vậy hồi nãy là hoại tử tế bào ống thận, còn bây giờ là viêm mô kẽ thận. Thì cái tình trạng này nó thường là gặp do nhiễm khuẩn. Bây giờ nó thực sự là nhiễm khuẩn ha. Hồi nãy là khác với lại cầu thận là không có cái tình trạng nhiễm khuẩn ở cầu thận trực tiếp, không có, mà là do đáp ứng viêm do cái sự lắng đọng của phức hợp miễn dịch ở trong cái cầu thận gây ra. Còn trong trường hợp viêm mô kẽ thận thì liên quan tới nhiễm khuẩn, và thường là cái nhiễm khuẩn ngược dòng, ngược từ dưới đi lên. Như vậy thì trong những trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu mà mình điều trị không tốt, hoặc là nó nhiễm phải những cái tác nhân mà gọi là khó điều trị thông thường chẳng hạn, như vậy thì mình sẽ thấy là cái tiến triển nó sẽ lan ngược lên
Và khi mà nó lan ngược lên đến thận thì cái nơi mà nó sẽ cư trú đó chính là cái mô kẽ thận. Và ở cái hình ảnh này thì mình sẽ thấy là cái một bên là cái quá trình sơ hóa tổ chức thận nó diễn ra rất là nặng. Còn một bên thì nó cũng còn được tương đối ha. Nó bị ảnh hưởng nhưng cũng còn được tương đối. Thì mình thấy ở đây là cái cầu thận, đây là ống thận. Vậy mình thấy bằng trực quan ha, đó là có tình trạng viêm và sơ hóa cái mô tổ chức thận. Và cái biểu hiện của nó thường là sẽ ở giai đoạn sớm, là nếu mà nhiễm trùng thì tất nhiên là sẽ liên quan đến có sự xuất hiện bạch cầu ở trong nước tiểu, có thể đái ra mủ. Nhưng mà ở giai đoạn sau, nếu mà nó tiến triển âm thầm kéo dài thì cũng kết thúc bằng một cái tình trạng là suy thận mạn. Thì xin phép được lướt qua những cái hình tiếp theo. Chúng ta sang đến cái nội dung cuối cùng, đó là về suy thận cấp và suy thận mạn. Thì cái chính là mình hiểu nguyên nhân và cơ chế cũng như là những dấu hiệu lâm sàng. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là suy thận thực sự nó không phải là một bệnh lý diễn tiến ngay từ đầu, mà thường đó là nó sẽ là hậu quả của những cái bệnh nào đó nó đẩy tới. Chính vì cái cách nhìn là nó là hậu quả cho nên chúng ta sẽ thấy nó là hậu quả, là biến chứng đó. Cho nên nguyên nhân của nó sẽ rất là đa dạng. Và ở trong giáo trình nó có đề cập cái bảng phân loại, nó nằm trong cái quyển Harrison đó. Và người ta tập hợp gom nhóm những cái nguyên nhân này để cho mình dễ nhớ. Thì sẽ có 3 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm trước thận, nhóm tại thận và nhóm sau thận. Và trong đó trên lâm sàng thì chúng ta sẽ gặp nhóm trước thận và tại thận rất là nhiều, còn nhóm sau thận thì ít gặp hơn. Và điểm qua về cái sự tuần hoàn ở máu trong thận một chút, tại vì nó sẽ có liên quan đến những cái nguyên nhân. Và cái bình thường thì cái quả thận của chúng ta nó sẽ nhận một cái lưu lượng máu rất là lớn, đó là 25% từ cái cung lượng tim tống ra. Và nó lưu lượng máu đổ về đây nhiều để làm chi ha? Để nó được lọc, loại bỏ những cái chất cặn bã đi ra khỏi cơ thể. Như vậy mà lưu lượng máu nó tới đây rất là nhiều. Và nó được chia là từ xuất phát từ động mạch thận, và nó được chia nhánh nhỏ 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 cho đến những cái động mạch gian thùy và cho nhỏ nữa. Đó là những cái mao mạch trong cái cầu thận. Và đi ra khỏi cái cầu thận thì mình nhớ là nó còn tạo thành một cái hệ thống mao mạch bao quanh ống thận, chứ không phải đi ra khỏi là thôi đi quay trở về tĩnh mạch của thận luôn, không hết. Nó còn tạo thành một cái hệ thống mao mạch bao quanh ống thận. Nhiệm vụ là sẽ lấy lại những cái chất mà tế bào ống thận nó tái hấp thu. Và cái vùng rách danh giữa cái vùng vỏ và vùng tủy ngoài của thận, tại vì nó sẽ chia ra vùng vỏ nè, vùng vỏ, và ở trong này là vùng tủy. Thì vùng rách danh thì là cái vùng mà nó có cái nhận được cái sự tưới máu ít nhất so với những cái vùng còn lại. Đó là về sinh lý bình thường, nó nhận được cái sự tưới máu ít nhất. Thì khi mà tưới máu ít nhất đến như vậy, cho nên mình sẽ thấy là nếu như có những cái nguyên nhân gì đó mà làm giảm cái lưu lượng máu vào trong thận, giảm lưu lượng máu tưới cho thận, thì cái phần này sẽ bị tổn thương, sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Thì nó sẽ bao gồm luôn là những thường là những cái phần ống lượng gần và đoạn dày nhánh lên qua hen lê sẽ bị ảnh hưởng ở cái vùng này. Và những cái nguyên nhân mà nằm trong cái nhóm trước thận thì cụ thể là những cái nguyên nhân nào? Thì đó chính là những cái nguyên nhân, những cái bệnh lý ở đâu đó ngoài thận. Thận không có vấn đề gì hết, nhưng mà những cái bệnh lý đó làm giảm cái lưu lượng máu vào trong thận thì nó được xếp vào cái nhóm này. Như vậy thì mình nhớ là cái bài sốc ha, mình có học thực tập về sốc chấn thương rồi ha, và hoặc là sốc mất máu sau này mình học, thì mình sẽ thấy là có cái sự giảm từ tích tuần hoàn và nó sẽ ảnh hưởng đến cái lưu lượng máu tưới cho thận giảm xuống. Rồi những cái bệnh lý ở tim, rồi có cái những cái thuốc, trong đó có thuốc kháng viêm non-steroid, rồi ngay cả thuốc ức chế thụ thể mà thường là được dùng trong điều trị huyết áp ha. Những cái bệnh nhân huyết áp với đái tháo đường thì thường là có dùng những cái nhóm thuốc này, thì mình cũng nên rất là thận trọng nếu như mà người ta có cái tình trạng
suy thận hoặc là có cái tiềm ẩn cái nguy cơ suy thận thì mình không nên dùng. Thì trong cái nhóm nguyên nhân trước thận thì bởi vì đặc điểm đó là do những cái nguyên nhân ngoài thận, những cái bệnh lý ngoài thận. Cho nên nếu như mình khắc phục được những cái bệnh lý đó thì cái thận mình nó không có vấn đề gì nữa. Nó không có xảy ra tổn thương thực thể, có nghĩa là không có dẫn đến sự hoại tử các tế bào ở trong các cái đơn vị còn thận. Và ngoài ra thì bởi vì nó ảnh hưởng tới cái sự giảm tưới máu đến thận thì có những cái cơ chế, cơ thể mình có những cơ chế để mà khắc phục, thì nằm trong trong cái nhóm cơ chế mà liên quan đến khắc phục giảm cho tích tuần hoàn, cũng như là tại thận sẽ có cơ chế riêng. Chút nữa mình sẽ quay lại chỗ đó. Đến nhóm nguyên nhân thứ hai mà chúng ta cần nhớ nữa đó là các cái nguyên nhân mà tại thận. Như vậy thì nhóm nguyên nhân tại thận nó khác với nhóm nguyên nhân trước thận ở chỗ là các cái mặt bệnh lý là nó ở tại cái quả thận. Tại thận nó có vấn đề, ví dụ như bệnh viêm nội thận, bệnh hội chứng thận hư hồi nãy mình đã nghe. Rồi ngoài ra còn có thể là viêm mô thận kẽ, hoại tử tế bào ống thận. Rồi hoặc là do cái mảng xơ vữa hình thành huyết khối và làm tắc nghẽn cái mạch máu mà nằm trong quả thận. Rồi ngoài ra còn có nữa đó là lắng đọng của những cái chất mà ở trong lòng ống thận và gây tắc nghẽn và gây độc cho ống thận. Thì nó thuộc được xếp vào cái nhóm là cái thận có vấn đề ha. Và cái nhóm này thì có cơ chế chính đó là do thiếu máu và là do độc tố. Và thứ hai nữa là nhiễm trùng, là những cái cơ chế chính mà nó khởi phát. Và tùy theo cái nguyên nhân mà chúng ta có thể khắc phục được hay là không. Ví dụ như chúng ta biết là viêm vi cầu thận cấp do hậu nhiễm liên cầu thì mình có thể điều trị được ha, bằng dập kháng sinh rồi những cái phương pháp khác nữa hỗ trợ vào để nó không xảy ra biến chứng là suy thận cấp. Nhưng nếu mà như là những cái nguyên nhân mà cũng là trong cái cầu thận chẳng hạn, nhưng mà mình không biết có phải do liên cầu hay không, mình tìm không ra, vậy thì mình điều trị cũng chỉ là có thể may mắn ha, có thể là hên xui ha, có thể là mình điều trị không có khỏi hoàn toàn. Như vậy thì từ cái viêm cầu thận đó nó sẽ tiến triển, nó có thể dẫn đến suy thận. Như vậy thì cái nhóm nguyên nhân tại thận sẽ rất là khó để mà giải quyết hơn so với lại cái nhóm trước thận. Còn cái nhóm thứ ba đó là nhóm nguyên nhân sau thận. Thì nhóm nguyên nhân này là những cái nguyên nhân gì? Có nghĩa là nằm ở sau quả thận ha. Ở sau quả thận thì mình nhớ tới cái đường tiết niệu. Thì mình sẽ thấy là có những cái nguyên nhân nào làm tắc nghẽn đường ra của nước tiểu. Mà tắc nghẽn lâu dài thì sẽ dẫn đến là có khả năng dẫn đến sự suy thận xảy ra. Bởi vì lúc này có sự ảnh hưởng cản trở của cái dòng nước tiểu chảy ra. Cho nên là nó sẽ làm tăng cái áp lực thủy tĩnh. Nó tăng áp lực thủy tĩnh của cái khoang năng bo men khi mà cái dịch nó ứ lại giống như đầu buổi đã có nói ha. Như vậy thì nó sẽ cản trở lại. Khi mà nó có sự tăng cái áp lực thủy tĩnh của khoang năng bo men thì nó cản trở lại cái áp lực thủy tĩnh của máu đến cho thận. Cho nên lúc này sẽ không có sự lọc hình thành và dẫn đến là giảm cái lưu lượng nước tiểu là chắc chắn rồi ha, tại vì tắc nghẽn đường ra. Nhưng mà nó sẽ cản trở luôn cái dòng máu tưới đến cho thận. Và nếu như mình không giải quyết những cái nguyên nhân này thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ có suy thận. Tuy nhiên chúng ta rất là ít gặp, bởi vì sao? Bởi vì những cái nguyên nhân này sẽ được phát hiện ha, sẽ được phát hiện chẳng hạn như tình cờ đặc bị đau bụng hay gì đó, cái phát hiện là có sỏi niệu quản, có u trong ổ bụng, hay là có sỏi bàng quang, hay là có sự phì đại bướu tiền liệt tuyến đó, thì mình sẽ giải quyết bằng ngoại khoa rồi, cho nên là sẽ ít khi nào mà dẫn đến suy thận. Nhưng mà mình cần nắm, tại vì đó là cái cơ chế là nó có khả năng xảy ra. Đặc biệt những trường hợp mà sạn thận, sạn hay là sỏi thận đó, nó nằm ở trong các cái nhú đài bể thận là mình rất là khó để có thể lấy ra hết ha. Thì những cái trường hợp bệnh nhân đó thì mình cần phải theo dõi cái tình trạng suy thận có thể xảy ra. Vậy là mình đã nắm được ba cái nhóm nguyên nhân chưa, ba nhóm nguyên nhân chính của suy thận cấp. Vậy thì diễn tiến và hậu quả của nó như thế nào thì cái phần này nó cũng có trong giáo trình. Và tôi cũng xin phép đó, bởi vì có cái sự giới hạn về thời gian ở đây, do mình đã mất hết nửa tiếng rồi cho nên là sẽ đi rất là nhanh.
và nó sẽ có diễn tiến vào bốn cái giai đoạn, bốn cái giai đoạn. Và trong đó thì ở cái giai đoạn khởi phát, giai đoạn khởi phát là mới bắt đầu thôi, là có biểu hiện là giảm cái lưu lượng nước tiểu tiểu niệu xảy ra. Và giai đoạn này nếu như là nhóm nguyên nhân trước thận mình khắc phục được thì bệnh nhân sẽ không có những cái giai đoạn tiếp theo của suy thận. Và trong đó thì cơ thể của mình cũng có những cái cơ chế mà trong nhóm nguyên nhân trước thận mà nếu do giảm cái thể tích tuần hoàn đó thì nó sẽ có những cơ chế điều chỉnh để làm tăng cái thể tích tuần hoàn lên, để bù trừ tăng thể tích tuần hoàn lên, liên quan tới những cái áp cảm thượng quan, liên quan tới RAA, liên quan tới ADH. Ngoài ra thì trong đó thận nó có cơ chế riêng gọi là cơ chế tự điều hòa ở thận, thì chúng ta sẽ không thể đi sâu hơn nữa hết bởi vì có sự giới hạn. Sự điều tự điều hòa ở thận nó tự điều chỉnh các cái mạch máu co giãn như thế nào đó và để cho đảm bảo cái lưu lượng máu vào trong thận được bình thường. Và nhắc lại lần nữa, nếu như mà mình không khắc phục được những nguyên nhân đó thì bệnh nhân sẽ tiếp tục tiến triển đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn tăng cường. Và ở giai đoạn này thì cái sự đặc trưng rất là rõ nét, đó là sự hoại tử các tế bào diễn ra rất là nghiêm trọng và dẫn đến là sự tắc nghẽn và rò rỉ dịch lọc. Và biểu hiện thì chúng ta sẽ thấy là không có nước tiểu được hình thành, và xét nghiệm thì chúng ta thấy là có tăng cái ure creatinine, có tăng H cộng, có thể có tăng kali máu nữa. Như vậy thì nó sẽ có những cái biến chứng liên quan mà dẫn đến cái tử vong ở bệnh nhân. Ở cái hình này ha, cái hình này một lần nữa cho mình thấy cái diễn tiến của suy thận cấp sẽ có bốn cái giai đoạn, và tương ứng với mỗi giai đoạn thì cái sự thay đổi về tế bào biểu mô của ống thận nó sẽ khác nhau. Vậy thì ở cái giai đoạn khởi phát, cái giai đoạn tăng cường là cái giai đoạn mà có cái độ lập cầu thận nó bị rớt giảm rất là nhanh, rất là thấp, và như vậy thì nó biểu hiện trong một khoảng thời gian rất là ngắn là khoảng 24 đến 48 giờ. Và trong cái khoảng thời gian đó thì sẽ có những cái vấn đề có dẫn đến sự sự tử vong của bệnh nhân, thì trong đó có phù phổi cấp là mình cần chú ý, tại vì cái phù phổi cấp này là có thể do mình chứ không phải do bệnh nhân, do mình điều trị. Tại vì chúng ta sẽ thấy là ở cái giai đoạn này khi mà bệnh nhân nếu mà có cái sự giảm thể tích tuần hoàn, cái mình nghĩ trong đầu là mình phải nâng huyết áp, nâng cái tổng khối lượng tuần hoàn lên bằng cách là mình sẽ truyền dịch vô. Và khi mà mình truyền dịch vô nhưng mà lúc này nó chưa tương xứng với lại cái giai đoạn của thận đang diễn ra. Và ở cái giai đoạn tăng cường là cái sự tắc nghẽn lòng ống thận rất là cấp tính rồi, có nghĩa là không có cái nước tiểu được bài tiết ra. Mà bây giờ mình truyền dịch vô mà mình không theo dõi, mình truyền dịch quá nhiều mà đào thải thì lại quá ít, như vậy thì mình sẽ hình dung là có thể sẽ dẫn đến sự ứ trệ tuần hoàn. Và nếu mà ứ trệ ở phổi thì bệnh nhân có khả năng tử vong do phù phổi cấp do mình điều trị gây ra. Cho nên trong khi mà điều trị suy thận cấp thì mình chú ý là mình phải theo dõi cái lượng dịch mình bù vào cho bệnh nhân. Rồi có đến những cái phần khác thì chúng ta sẽ tự đọc trên giá trình ha, tại vì nó sẽ còn diễn tiến qua thêm hai giai đoạn nữa là giai đoạn duy trì với giai đoạn là khôi phục hoàn toàn ha. Chúng ta sang đến cái nội dung cuối cùng, đó là suy thận mạn. Ngắn thôi, không có nhiều đâu ha. Trong cái phần suy thận mạn này thì cái nguyên nhân của nó thì hàng đầu đó là những cái bệnh lý hệ thống, đái tháo đường và tăng huyết áp. Chắc chắn sau này khi mà mình điều trị cho bệnh nhân cái đối tượng này thì mình phải theo dõi cái biến chứng thận ở những cái bệnh nhân này, hoặc là nó có thể là những cái bệnh ở tại thận mà nó diễn sang cái suy thận mạn như trước đó chúng ta đã nghe. Thì đây có cái hình cho mình thấy ha, đây là cái hình mà cái mô mô thận, nhu mô thận nó bình thường, nó có rất là nhiều ống thận và xen kẽ đó là các cái cầu thận, nó bình thường. Còn bên đây là khi nó đã bị xơ hóa rồi thì mình thấy có cái gì khác biệt, mình nhìn thì mình thấy có cái gì khác biệt, mình thấy là dường như các cái cầu thận nó bị hóa trong nè ha, rồi các cái ống thận thì nó số lượng nó rất là ít, nó đã bị chèn ép ha,
bởi vì có sự sơ hóa của cái mô tổ chức của kẽ thận và nó làm bóp nghẹt cái ống thận. Như vậy thì cái ảnh hưởng của suy thận mạn, cái cơ chế dẫn đến suy thận mạn thì sẽ không đề cập nữa, bởi vì nó tương tự giống như là viêm đi cầu thận mạn, nó có cái vòng xoắn mà dẫn đến từ viêm cầu thận mạn sang suy thận mạn đó, thì mình coi lại cái hình đó. Còn ở đây đề cập đến là các cái cơ chế của các cái rối loạn trong suy thận mạn thì rất là nhiều rối loạn xảy ra, và thường bệnh nhân vào viện vì cái giai đoạn suy thận mạn gần cuối cho đến cuối, có nghĩa là biểu hiện đợt cấp của suy thận mạn, biểu hiện là đợt suy thận cấp trên nền suy thận mạn, và mình sẽ thấy là có cái sự ứ đọng của các cái chất cặn bã ở trong máu, và có thể nặng hơn đó là những cái hội chứng ure huyết cao và ảnh hưởng đến thần kinh, đến các cái tế bào máu. Rồi ngoài ra còn có rối loạn về các chất do thận thanh gia tạo ra, rối loạn về các cái chất nội tiết tố chẳng hạn, và mình đọc lại trong giáo trình nêu rất là rõ những cái này. Ngoài ra còn có tổn thương ở cái cầu thận, biểu hiện là có sự bài tiết của albumin lượng ít cho đến lượng nhiều. Những cái khác thì các anh chị có thể coi coi thêm trong giáo trình. Thì ở đây có cái phân độ về suy thận mạn theo cái hội thận quốc tế năm 2012. Những cái này họ sẽ cập nhật liên tục, và có cái ở cái hình này thì muốn cho mình nhớ về cái ấn tượng về cái độ lọc cầu thận, nó tương xứng giảm tương xứng với lại cái mức độ suy thận nặng. Và cái thứ hai nữa là cái xét nghiệm albumin trên creatinine trong nước tiểu nó tăng cao và nó kéo dài. Nếu mà nó càng tăng cao và nó kéo dài thì nó cũng tương xứng với lại cái độ lọc cầu thận giảm, và tương tương thích với lại cái mức độ nặng của suy thận. Cái đó mình tham khảo thêm. Rồi cuối cùng đó là cho chúng ta có cái nhìn về những cái chất nằm trong gọi là những cái chất cặn bã đây. Nên là cụ thể là những cái chất gì, nó có những cái công thức người ta tìm thấy đó là ure creatinine này, rồi ngoài ra còn có cái nhóm là guanidinoglycosidic acid. Thì nếu mà tăng cao những cái chất này ở trong máu thì nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện như nhức đầu, mệt mỏi, nó ảnh hưởng tới thần kinh, rồi nó có thể là nó gây ức chế cái sự phát triển của các tế bào máu, trong đó có tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu. Và đó là những cái slide cuối cùng của cái bài này. Còn cái phần nữa đó là rối loạn về nước và điện giải thì các anh chị cũng tự coi lại trong giáo trình. Vậy thì tóm lại cái suy thận mạn á, nó không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng đến cái thận, nhưng mà nó còn ảnh hưởng đến rất là nhiều những các cơ quan khác. Suy thận mạn dẫn đến ảnh hưởng nhiều cơ quan khác, trong đó mình sẽ thấy có những cơ quan chẳng hạn như máu hồi nãy đã kể, nếu như mà nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển của tế bào hồng cầu, bạch cầu, hay là nó ảnh hưởng tới xương, thì những người suy thận mạn thường có thể là bị loãng xương, gãy xương. Rồi cơ chế tại sao xảy ra, rồi ở da, những biểu hiện ở da, bị sạm da, bị ngứa da ha, vân vân. Như vậy thì mình sẽ thấy nó ảnh hưởng đến tất cả những cái cơ quan còn lại trong cơ thể của mình. Rồi, bài học đã đến đây là kết thúc ha. Còn những cái phần còn lại không có được đề cập trong buổi ngày hôm nay thì mình nên đọc trong giáo trình. Rồi chúng ta nghỉ ha. Rồi chắc là cũng làm cho cô của bị trễ hết mình 10 phút rồi ha. Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Bye bye cả lớp. Dạ dạ lớp cảm ơn cô. Rồi, bye bye.